ngày nó vẫn hiểu được giống như là lúc đó hơi khỏe, còn bây giờ nó mộng mà mình mê chạy là không thật. Chừng nào mình mở con mắt mà mình mê thì mình coi chừng. Quan trọng nhất tu gì đâu, mở con mắt đừng mê, còn nằm cái bao cho nó mộng thêm, cho nó mê thêm, mê thì đến biết hết thôi. Nhưng có ra hết thì không còn gì nữa, mơ tưởng nữa. Thấy không? Rồi nói tiếp. Dạ, bác cho con hỏi. Khi bác trả lời những câu hỏi giải đáp thiền tông thì bác dùng bằng tánh gì để trả lời? Tôi có dùng tánh gì đâu, tôi phải dùng đại tánh. Có nghĩa là hỏi về giải thoát, tôi nói giải thoát. Hỏi về nhân quả, tôi nói nhân quả. Chứ đâu có dùng cái tánh gì. Nếu tánh người cũng được, tánh Phật cũng được. Có nghĩa là tôi đã hiểu cái công thức tôi dạy thôi. Muốn cho tôi sử dụng tánh gì đây? Đâu? Có nghĩa là hồi xưa mình không biết chữ, bây giờ mình học biết chữ thì chữ viết chữ A, viết chữ A thôi. Thấy không? Có nghĩa là mình dùng cái tánh biết. Tánh biết thanh tịnh là tánh Phật, tánh biết mà hơn thua là tánh người. Cái vậy thôi. Giờ muốn cực, muốn coi, muốn là tôi sử dụng tánh gì thì cái tùy theo mình suy nghĩ, mình hiểu. Muốn dùng tánh ma cũng được, không sao. Không chuyện đâu. Bởi vì tôi đã nắm được cái quyền trí này, nó căn bản thì tôi hiểu được cái công thức của nó. Vì thế mà tôi trả lời, tôi hoàn toàn tôi xác định là không sai nhân quả, chứ không phải là đúng nè. Tôi trả lời không sai nhân quả, chứ không phải là đúng. Tôi trả lời tôi dám đúng. Tại vì cái chuyện ông Phật nói mấy ngàn năm trước rồi, ông biết nói sao rồi, dịch lại 7 thứ 8 thứ 9 thì tôi biết nào đúng nào sai. Nhưng mà có một điều là ông phân tích được, cái đất này nó luân chuyển là do nhân quả, do cuốn hút điện từ âm dương. Vì thế mà trái đất này nó phải phát ra hai loại âm và dương, âm dương cuốn hút. Đây tôi phân tích một lý, chứ không có nói là dùng tánh Phật, tánh này thì không có nói cái chuyện đó. Mà tôi chỉ nói đúng lại cái công thức của Đức Phật dạy về nguyên tắc nhân quả, sức hút vật lý điện từ âm dương trên trái đất này thôi. Và công thức thoát ra ngoài tam giới để trở về Phật giới, tôi nói cái công thức thôi. Cái còn muốn sự quân là hiểu được gì, cái tánh nào thì chưa hiểu. Rồi hỏi tiếp về lời nguyền của Ma Dương cũng như tánh của Ma Dương, nhiệm vụ của Ma Dương là như thế nào? Bây giờ thì cái câu này đã đến nay không có trả lời được, nhưng mà tôi nói phước là nó theo kiểu Phật đó. Và tôi nói là trái đất này năm loài sống chung, ngũ thú tập cư, thần thì thực thi nhân quả, và những cái gì mà thần lập ra rất đúng. Còn cái chuyện mà Ma Dương thành nó không có nằm ở trong này, nhưng mà không biết Phật hồi đó ám chỉ Ma Dương là ai cũng biết. Mà vẫn nói cái này á, nó Ma Dương không có nằm ở trong cái quy luật này luôn, gặp ám chỉ ai cũng biết. Để cho mình tự mình hiểu có năm loại trong vô Ma Dương thánh là ai thì tự hiểu. Chứ tôi cái này nó nằm ngoài cái phạm vi mà ngũ thú tập cư, làm sao tôi biết được. Còn biết thì tự mình biết, mình suy nghĩ biết. Thần được lập ra những cái gì mà con người ta thích, còn cô hồn đó là ngạo quỷ á. Trước khi vô rồi ngạo quỷ thì ngạo quỷ có hỏi cái tên ngạo quỷ chúa á, vậy nó nằm ở đâu? Ngạo quỷ chúa nó là khó ân thân dùng á. Bây giờ hỏi chứ ổng ra điều kiện thế này, bất cứ ai ở trong dòng tộc Sprew phải qua cái công thức này, qua cái biên bản này hết. Và muốn trở lại dòng tộc không? Phải đầu thai làm người, làm vợ, làm chồng, làm mới có ăn, cách nhà cũng có chỗ ở. Còn phải làm việc mới có quần áo cô mang. Muốn thì ký tên vô. Thấy không? Còn không muốn ra đây làm cô hồn, không có làm gì hết. Muốn nói gì nói, muốn xưng gì xưng, muốn ăn đi đâu ăn, muốn giật của ai giật, không pháp luật không bắt buộc, mà chỉ có làm người pháp luật mới bắt buộc thôi. Hai con đường
thì còn. Thì cái lúc này bây giờ mình mới nói là cái vụ 49 ngày. Còn cái chuyện mà xưng này xưng kia kêu bằng Ma Dương, tông này không có. Nhưng mà Ma Dương đó thì nếu mà đọc sơ cũng biết đó là ai rồi. Thánh Ma Dương ai đọc lên biết. Đây cũng nói, cũng nói rõ ràng. Đó. Hỏi thì phải đúng trong cái quy luật nhân quả. Hỏi thánh này sẽ nghe tụng bét. Ma Dương này Ma Dương kêu tụng bét. Hỏi thành tôi trả lời cho. Hỏi cô hồn tôi trả lời cho. Rồi hỏi tiếp đi. Khi mắt thân hoa tiêu, Phật dẫn mình vô về một nơi chờ đợi không có sức hút âm của trái đất, để mình chờ đợi đến khi trái đất quay về trung tâm vận hành luân hồi, Phật sẽ dẫn mình đi tiếp để rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Vậy lúc đó hoa tiêu có phát ra tiếng nói với mình hay không? Bây giờ nếu mà đi ra ngoài sức hút của trái đất rồi, Phật nhãn 50% mở thì biết cái ông đó, ông nào dẫn mình về, mình là cái gì ngày xưa. Bây giờ tôi có nói thêm này nè, phải hiểu cái chỗ này nè. Tại làm sao mà mang cái trung ấm thân ở trong trái đất để phải ăn? Là vì cái trung ấm thân đó là cấu tạo bằng điện từ âm dương. Nó quay thì phải đói bụng. Bao tử mà nó sai có đói bụng, bao tử mà không sai nó không đói. Vì thế mà cái trung ấm thân mà nó đi ra ngoài sức hút của vật lý âm dương, nó bám theo thôi, nó chỉ bám theo nó không đi ra được. Thì giật một vị Phật mới làm cái tiêu mới chỉ điểm cho mình biết à, còn mấy tiếng nữa mấy ngày đến thì mới cái trái đất này nó quay đến trung tâm điện hành thì mới ra. Ông dẫn chính đồng ông phải dẫn mình ra. Còn không, ông Phật không vậy, nhưng mà không hiểu vì ông Phật ngày xưa cũng đã bị rồi. Ông đi ra rồi ông mới nhìn hiểu, ông mới hiểu đường đi. Giống như mình đã kỳ trước đi du lịch có người dẫn rồi, giờ mình đi lần thứ hai lần kìa. Vì thế mà phải nói là khi mà trung ấm thân ở ngoài sức hút vật lý không đói, vì thế phải đợi được tới 360 mấy ngày mới ra được. Chứ nếu ở trong này phải đói bụng mà phải đói bụng phải đi kiếm ăn. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Tại làm sao hoa tiêu phải dẫn đi ra ngoài sức hút? Nó nằm ở giữa cái điện từ của cái vật cái bầu hoàn đạo 1 và bằng bầu hoàn đạo 2. Nó nằm ở chỗ đó rồi không có sức hút. Còn nếu mà có dương mà nó đẩy luôn, đẩy lên cái bầu hoàn đạo khác, mình phải hiểu chỗ này. Thì đi ra đó rồi thì cái tùy theo Phật ông gì. Chứ chính ra đó mình bởi khi đó mình vẫn mang cái trung bản thân, cái thân bằng điện từ âm dương, cũng không hiểu nổi đâu. Bởi vì nó còn qua một lớp điện từ. Hồi xưa mang cái tứ đại rồi nó lên điện từ, nó cũng vậy thôi. Phải đợi Phật dẫn đi. Nó tóm ra mình giống gì, lúc đó mình chỉ biết đi thôi, chứ còn mở con mắt mình chưa mở được. Thành ra mình giống như cái người mù. Mà ngù mà ra đó thì chỉ bằng mặt hí thôi, thấy hơi hơi thôi. Thì muốn ra phải có người sáng mắt kìa. Chính ông Phật là người sáng mắt dẫn mình đi. Nó mới hiểu cái nguyên tắc đó. Bây giờ cái này nếu mà không giải thích ra thì hoàn toàn không ai hiểu. Nói thật á, mà tại sao tôi dám nói là chữ thiền tông chùa thì đâu mới chân diệu mới dám nói thôi. Trên thế giới chưa ai đâu có chuyện thiền tông thứ hai. Cột tím đi, nếu có người nào đi nước này kia thử con tím chữ thiền tông thứ hai duy nhất chuyện chùa chân diệu mới dám để câu thiền tông. Bây giờ đó nhiều người rất giỏi mà không dám ra để chữ thiền tông, mà có nói thôi nhưng mà không dám để, có nghe nói rồi qua mất, nói qua mất. Để người ta tới là hỏi mà không hiểu là sao đây? Đó, hiểu nguyên tắc đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Khi người theo pháp môn thiền tông mà gặp đủ thứ chuyện là do cái lực âm nhiều đời nhiều kiếp mình tích tụ nó phát ra, mà thầy từng nói là mình đừng sợ và để đuổi nó ra từ dần dần. Vậy đuổi nó là đuổi như thế nào? Ai biết mình đuổi đâu,
tự nó ra. Nó ra thì kể đó, chứ tôi đâu có biểu đuổi. Con mà con đuổi là bị kẹt thế giới vật lý. Giống như con người mà ở trong nhà con kẹt kéo vô đâm quá gì, con đuổi ra nó đánh con liền. Con ở trong nhà con làm sao tự động nó bỏ nhà nó đi, nó đi ra là tốt. Thiền tông nó phải nằm cái dạng này. Trước nay mình thu là thu cái loại kia vô, thu cái loại ngũ thuốc tập cư vô đây. Rồi bây giờ mình đuổi ra chứ chống lại liền. Bây giờ thì nó chịu nổi nó đi ra kể nè. Bởi vậy trong kinh Kim Cang Đức Phật nói sao? Độ vô số chúng sanh, không thấy có một chúng sanh nào diệt độ. Còn mình đuổi nó đi, mình không thấy chỗ nào đó, đâu đứa nào phản ứng mình. Nó hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Thế giới này nói là ta tức liền, bởi vì nó thế giới vật lý mà. Vừa nói đụng chạm thì ngã nhảy ra. Ngã ra thì cái miệng phát ra, cái tay múa. Từ ra cũng chịu đổi không? Có nghĩa là cái thế giới này tự nhiên để nó vậy, không có tu, không có làm gì. Bây giờ nói thật đó là trong mình mà có cái gì kể đó, nó ra, nó ở đâu thì ra, ở đâu đi ra. Thiền tông phải học cái thuật này. Cái tướng ngầu nó im mùa, im ngại, rồi nó quật đời chết. Rồi hỏi thế này, ở trong Phật giới có gió hay không mà mình phải có ngôi nhà pháp thân để an trú, và ngôi nhà pháp thân này có bị thành trụ hoại diệt hay không? Ngôi nhà pháp thân là cái gì biết không? Giống như mình đi quần áo hay gì đó. À, thì nguyên tắc đó để mình ở đây, nếu mà trường ở thế giới này không có quần áo còn suy nghĩ sao? Chắc cái đề tài trên thế giới nó vậy. Có nghĩa là từ người gọi là ngôi nhà pháp thân là kiểu pháp thân, cái pháp của cái thân, chứ mình ở đây gọi là ngôi nhà tá túc của ngũ quẩn, ở bên kia là pháp thân đấy khác. Thì nguyên tắc không lẽ ông thật ăn đùa. Nó đúng là nó có cái bọc. Giờ đó cái hình thể ông thật nó không phải giống như mình, mà muốn hiểu gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà ổng di chuyển thì nó không phải là giống con người mình à, mà di chuyển cái hình dáng khác, đứng khác, đi khác. Đó để nửa về Phật giới thì nhìn thấy biết liền là ráng đi. Khi người được trở về Phật giới thì phước đức có chuyển thành công đức được không? Phước đức ác đức vô trung tâm vận hành nó bay mất hết, chuyển cái gì? Có nghĩa công đức mà về đó được thôi, còn ác đức phước đức vô trung tâm vận hành nó ngồi. Cái trung ấm thân nó rã thì cái gì? Ác đức là điện từ âm nó nặng, phước đức là điện từ dương. Cái vô đó thì âm dương trở về âm dương. Thì đem về đến đâu mà dễ đổi. Đây, ai cho qua đó đổi tiền đâu. Vô đó thì cái gì xài cái đó. Thế giới đó gọi là thế giới này, gọi là thế giới kịch lý mới có âm dương. Còn thế giới chư Phật và thế giới điện từ quang có nghĩa là đổi sáng thôi. Thì xong cái sáng này phải hiểu nè, thấy nghe nó biết từ trong cái này nó phát ra, nghe không? Sự sống của nó cũng là điện từ quang chứ không gì lạ hết. Sở dĩ nó bao cái này lợi để trở thành một cái khối, thì trong đó nó cũng phát ra là, thì ở bên đó ta gọi là cái tánh Phật. Thì đâu nó có ý thấy nghe nó biết. Rồi vô đây của mình cũng vậy, nhào đây nó quay 12 tấn người. 12 cái tấn người này nó gộp lại, trong đó có một cái chủ thể gọi là ý. Ý người, ý người, tánh người là do điện từ âm dương nó phú hút nó tạo ra. Mà vô đó nó mất rồi thôi. Ý người, tánh người nó mất hết. Trở về cái tần số. Mình vào thế giới này có nghĩa là mình tạo nghiệp gọi là âm, tiểu phước là dương. Vậy thầy đã người ta nói là này kia cho nó dễ chứ sự thật mà anh âm quá thì anh không thấy đường, còn anh dương quá thì anh phải bay chứ không ở trong cái đất liền nó phải bay lên một cái phút. Vậy thế giới vật lý mà không quay mà dương anh phải đi ra,
giống như bây giờ là ai có sử dụng máy ly tâm ở cái khúc quay này, thì cái gì nhẹ phải bay ra, còn nó nặng không bay được nằm ở đây. Mình hiểu luôn nguyên tắc đây là thế giới vật lý. Bởi vì tu đạo Phật hiểu được rõ thì mình không có làm. Còn nếu không hiểu rõ, ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng lại, ai cũng xin, tới đất này cũng xin ai. Ông Phật Thích Ca cũng rưng cũng xin ông luôn. Ông cũng như mình vậy thôi, nhưng mà tại vì ông hiểu, giống như mình ở đây không biết chữ, giờ học biết chữ là ai giống như ai. Nhưng mà phải nãy giờ kính trọng ông này, ông là cái người dạy tôi kính trọng, tôi lại ông được. Chứ không có ông dạy là sao mình biết cái chuyện này. Mình hiểu thế giới này là vậy. Đừng rồ cái chữ mà này kia kia nọ, nó xin lỗi, ta tưởng tượng thôi. Tưởng tượng ai? Là cho cái loài là thánh làm rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Con thường hay có những giấc mơ thấy con bay, và con sợ không muốn mình đi luân hồi tiếp, và con quyết chí muốn về Phật giới và khát khao muốn về Phật giới. Vậy con phải làm sao khi những giấc mơ đó thường hay xuất hiện? Cái bay này là khi mình nghe mình bay mà nó không có nhiều cái dạng bay. Dạng bay mà thấy nó bay hết, cơ bản rất nặng á, thiệt ở trái đất này. Còn nghe bay là kiếp trước mình ở trên á, lấy cõi trên á. Bởi vì ngày xưa mình là điện từ mà, chứ đâu phải ai vô đây. Mới vào đây mang tư tứ đại thì mới trở thành con người. Thì những cái mà kia bằng cái nghiệp ngày xưa nó hiện ra. Bay thì bay cái kiểu nào, ba kiểu nhẹ hay ba kiểu nặng, nó không phải có nhiều kiểu bay. Hồi xưa không chưa biết, mà hồi xưa mình làm cô hồn cũng bay vậy. Hồn di chuyển bằng tốc độ, bằng ánh sáng mà nó bằng điện từ. Thì hồi xưa mình tưởng bay, rồi ở trên trường lạ cũng bay. Chỉ có nước mạnh thành tứ đại không bay thôi, cũng bay thành tứ đại thì bây giờ nó bay. Nó mới bay được. Và hiểu về này, nó phân tích. Tôi hỏi, tôi rõ từ từ, tôi nói là tôi biết hồi đó ở đâu. Chứ còn bây giờ nó bay, nó nhiều là bay. Chứ đâu phải điện từ là bay đó. Thì có nhiều chuyện thì mình bay, mình thấy này kia rực rỡ là chết ở như ở đây kia. Nhưng mà nếu nhớ là tất cả những người còn bay á, mà có công đức thì mới nghiện vô cái này được nha. Còn nếu không có công đức vô này cũng được. Có nghĩa là Mai Di Đà làm gì? Bỏ khí sau này sẽ nhận được tiền công để về một giới. Thế người ta nói rồi. Nếu mà ngày xưa mà không mình không có công đức thì hoàn toàn nghe này chịu nổi. Âm đức nó nằm ở trong này, xin lỗi nói một tiếng là bắt đầu chạy ra rồi. Chưa vậy đâu. Rồi nói tiếp đi. Con biết thiền tông này đã lâu và cũng cố gắng tạo công đức, thời gian cũng khá dài. Mà khi trải qua thời gian càng dài thì cái bay này con càng thuần thục và bay nhiều hơn. Vậy đó là như thế nào? Thì nãy là bay, nếu ấy thì nếu mà có màu sắc đó, thì bay mà theo kiểu có màu sắc nó trên đó. Còn bay mà nó thiệt là cô hồ không bay, không vô này đâu nữa. Chỉ trường trường hợp là có cái nguyện lực rất lớn làm cô hồn mới nhận trở lại này, mới có hình được bạn. Nên nhớ là bởi vì khi mà một người mà muốn đi vào cái thiền tông này là nó phải có cái duyên rất lớn. Ít ra cũng phải A Di Đà thọ ký qua khai chí Phật ngộ vô sanh mới hiểu được cái này. Còn nếu mà ông A Già không có thọ ký mà ông cô hồn này thọ ký thì thôi thì thấy đầy chạy. Phải hiểu cái này nè. Bay thì nó có nhiều cái loại. Bay mà nó sáng rực này thì nó là ở trở nè. Hồi xưa tôi cũng ở trở tôi bay. Ở trở đâu phải đi bộ như mình đâu. Di chuyển bằng điện từ. Thành ra nó thật ra bây giờ khoa học nó chứng minh rồi không biết. Chứ ngày xưa đó mà nói thật đó là cái điện từ đối với cái bức tường này rất dễ, đi qua rất dễ. Mình chỉ chứng minh làm gì? Mình đóng nhà cửa kính cỡ nào mà điện thoại nói nó cũng vô. Chứ nếu mà kính mà nó không vô được làm sao? Trừ sự ngủ chung suốt duy hạnh chung với lòng đất này, nó không vô được thôi. Nó quá vậy. Chứ còn bức tường xin lỗi là cái trung bóng thân mà nó đi cái tường là năm bảy tắc không có thôi gì đâu đó. Tại vì chứng minh bằng điện cũng vậy.
nhà anh thiết kế kính cỡ nào ở ngoài điện thoại dẫn nghe, đó là có lẽ là cái điện từ nó đi vô được. Thì cái lực trung ấm thanh bình nó cũng vậy. Vì thế mà Đức Phật bảo là muốn hiểu cái này thì phải khoa học tiến bộ chứng minh thì mới phổ biến được. Còn khoa học chưa tiến bộ, đừng có chạy, đừng có nói thì tông bắt đầu. Vì thế mà 700 năm đến năm trước ông Trần Nhân Tông không giờ nói. Lúc đó nói gì? Có chiếc xe nào đâu, có chiếc điện nào đâu. Ông hiểu nhưng mà ông không nói được. Nhân dân vào cái ca ông hiểu nhưng mà không nói được. Vì mình chứng minh là hoàng mà nói vậy thì nó chửi. Và bây giờ đã có học cao rồi mà cũng chưa chịu mà. Chứ đừng có nói chi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con tập sống với tánh Phật của mình giờ cũng đã được 1 năm rồi, thì con nhận thấy có nhiều sự thay đổi. Ví dụ như con không còn thích đi dạo phố, đi ăn, đi vui chơi, du lịch gì. Thì cuộc sống như vân vân, thì cuộc sống như vậy thì có đúng với thiền tông hay không? Cái này nghe một ít thế, thiền tông ít thế, không phải thế. Có nghĩa là mình hiểu và mình hiểu cái thế giới này rồi, mình phải hiểu mình đang bây giờ mình cứ ngồi ngủ ở trong nhà hoài là sao biết đi được. Có nghĩa là thiền tâm có cái này, mình đi ra ngoài mình tiếp xúc với người ta rồi để đi thấy ai làm lỡ thì mình nhẹ nhàng giúp người ta cái ngồi đó, cái mình gọi là yếm thế bỏ. Cái này giống như thì nói luôn tu cái kiểu này biết thành A-la-hán luôn á. Nó không có đúng thế giới. Bây giờ bởi vì mày bắt chước ông Trần Nhân Tông đi, ông Trần Tăng Tông ở đây, ông cũng đi đây, khi mà ông ngộ thì ông đi qua Trung Quốc luôn, ông giảng đạo luôn, nói thiệt cho mày đó. Ông đi khi mà rồi ông đi lên núi nói chơi lên đánh ở dạy bữa cũng đi xuống đi vòng vòng nói này đó, không phải đâu. Có nghĩa là mình hiểu rằng sinh hoạt cách bình thường, nhưng mà nên nhớ rằng đừng có tỏ vẻ mình là hiểu cái này, nên nhớ phải giống một chút. Chừng nào mà thách tên là thách tật ăn thì chỉ đổi không chứ ngồi chịu mình yên thế không có được. Rồi hỏi tiếp đi. Làm sao để mình nhận biết được kiến tánh thật và kiến tánh giả? Kiến tánh thật, kiến tánh giả là mình biết. Bây giờ mình đã thấy cái cảm thấy bất bình, ngày mai cũng muốn nữa hiện ra rồi và nên nhớ rằng gốc mình chỉ duy nhất có một lần thôi. Ngày mai mới qua đã thấy thực sự như tôi bất tu rồi, mơ tưởng tới luôn, không tới luôn. Thế giới này thế giới của mình là của người ta, muốn cái gì được hết ấy. Tại làm sao mà cái nhiều thứ vô hồn nó nhập, đâu phải nhà ai cũng nhập. Mình ngồi mơ nó nhập, tôi không mơ sao nó nhập. Mấy ông thầy bói mà vậy, mấy cái ông mà gọi là gì nhiều tôi mới thằng, tại còn mơ nó mới vô chứ không cần sao nó vô. Bây giờ nói xin lỗi, mấy ông mà tu thiền tâm mà học tập thuộc rồi ngồi mơ nó không dám vô, đi ngang nó rất là gần chứ đừng nói. Mình phải hiểu tại cái này, mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này, thế giới vật lý mà duy nhất chỉ có cái thiền tâm để phá cái vật lý đó. Mình phải hiểu nguyên tắc đó, còn nếu mình không hiểu này tu hoàn toàn tu sai. Mà bây giờ nói đúng ra Nguyên Ký công bố là trên 1 năm rồi, thì bây giờ có thể tôi trả lời thời gian ngắn nữa thôi, được coi căn cứ vào đó. Nên nhớ rằng tìm tất cả những cái bài đấy thì bây giờ ta có giá trung hóa đấy thì nghe. Rồi nếu mà có may mắn lắm á, nếu mà được giáo lý được công bố ra thì khỏi cần hỏi ai hết, mình đã là mặt sống hết rồi. Thấy không? Nên nhớ một điều, có nghĩa là giáo lý cắt nghĩa từ ly từ tí, anh không cần, anh đọc hết rồi anh không cần hỏi ai, có người ta hỏi anh thôi chứ không phải anh hỏi cần thì hỏi anh. Nên nhớ, nhưng mà tại vì bây giờ bởi vì cái Nguyện Ký công bố 60%, 40% không dám nói là nằm ở trong cái này, cái mật
mà giờ nếu nói ra mà cho thì tiếp tục cho thôi, với giờ cũng Phật bảo là nếu mà nói không được thì đợi ra người ta làm gì cũng làm, con là nhiều đó đủ rồi đó, thì tiếp tục ông kêu cũng nói gì thôi. Thế giới vật lý nó là vậy, khó thoát ra được rồi, không phải muốn thoát ra dễ đâu. Như Lai mà tồn năng tồn giác mà nó còn chửi được. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ hiện tại con hỏi có bị đặt câu hỏi trực tiếp không? Chào thầy, con hỏi về cái nãy thầy có thuyết giảng về một vài mạng nhân tâm á, thì không biết là trong 36 vị thì hình như là Phật hoàng của mình là Việt Nam, tổ Việt Nam, nhưng mà có một vị vua cũng là Võ Tắc Thiên á, tức là khi ngài ngộ thiền thì ngài vẫn tiếp tục trị vì và vẫn tiếp tục dùng cái thiền này để mà giống như là để cho chép lại 600 quyển cùng với ngày Thi Tổ Đạt Ma đó. Thì tại sao mà khi Phật Hoàng Thiện Tâm khi mà ngày cũng ngộ thiền ra mà ngày lại không lấy đó làm hành của quốc giáo, tại vì nó rất là hay, tại không làm hành quốc giáo để dạy hết cho tất cả mọi người, hoặc là những người nào quan trọng nhất á, để có thể trị vì đất nước cho nó tốt, mà lại ngày lại bỏ cái ngôi ngày truyền lại cho con và ngày đi lên trên điện tử ngày tu. Nói Võ Tắc Thiên thì bây giờ ông tổ 33 là đã chấm dứt. Võ Tắc Thiên thì có ngộ cũng không tìm được cho vua Võ Tắc Thiên được này, là cái dòng thiền đó đã chấm dứt. Sở dĩ Trần Nhân Tông á ngộ được để là ta tiếp nối dòng thiền xong này ta phổ biến tại đây, nhưng mà vua Trần Nhân Tông không có cái nhiệm vụ này, mà nhiệm vụ này là long nữ ở đất rồng. Long nữ đất rồng dạy ra, vua Trần Nhân Tông lúc đó dạy không ai nghe, xin lỗi vua ông Trần Nhân Tông là chỉ văn minh thôi, ông Thích Ca chỉ kiếm thôi, lúc đó cũng đi ngựa thôi, ông Thích Ca cũng đi ngựa thôi, có xe đâu, mà nếu mà có xe cũng đâu có trèo lên núi nổi, chỉ đi bộ thôi, bắt mai thì ngựa nó mà trèo nổi chứ coi. Vì thế mà cái Trần Nhân Tông nó cái nhiệm vụ là một tiếp nối dòng thiền tông, chứ không phải là công bố quyền ký. Công bố quyền ký là long nữ. Vì thế mà ở trong cái quyển mà Diệu Pháp Liên Quan Tùng Địa Dũng Xuất, một đất nước hai nơi sản sanh ra cái thiền tông này. Một nơi Tùng là trùng, Địa là đất, một đất nước Dũng xuất phát ra rất mạnh là cái dòng thiền tông, là ám chỉ. Thì vì thế mà Đức Phật bảo là nó sẽ xuất phát ra tại đất rồng. Tôi nói thiệt, tôi ngày xưa mà tôi nhận được cái này thì có 6 năm sau ông Thanh Từ ông tuyên bố khôi phục thiền tông ở tại Vũng Tàu. Tôi mới chạy ra một con tôi hỏi hoàn toàn ông không hiểu. Thì tôi nghe ông nói là ông khôi phục thiền tông là cả một vấn đề đâu có đơn giản đâu, mà ông dám tuyên bố là khôi phục thiền tông. Nhưng mà khi tôi hỏi một hai điểm ông không hiểu đâu, ý là tôi muốn con phải thương thật không, hoàn toàn không đúng. Vì thế mà tôi mới nắm ra, tôi mới âm thầm tôi nghiên cứu tiếp, và tôi đồng thời tôi đi từ bất kỳ nào tôi xem thử coi là có nơi nào nữa đây, đất rồng là đất nào đây, đất Long An ha, Long Thành ha, Long Xuyên ha, Vĩnh Long là Long đất ha, là Thăng Long rất đông chỗ đông, mà hồi nữa nghe nói Long nữ, một người nữ, nhưng mà hồi xin lỗi á, bả nếu mà nhìn ra cũng không biết bả là Long nữ Long gì đâu, cũng có người bình thường nhưng cũng có gì đâu phải, mà chỉ có mấy quyển sách đưa cho tôi vừa rồi á, tôi nói là 3 quyển sách tôi nhận chứ sự thật là 4 quyển, tôi giấu một cái quyển quyền ký, một cái giáo lý. À, vừa là trên mạng tôi lấy 3 cái quyển thôi. Cái sự giáo lý tôi chật nói là gì, chưa xuất bản tôi chưa nói này. Thành ra nói trả lời là có nghĩa là Trần Nhân Tông không có nhiệm vụ này, mà chỉ có nhiệm vụ nối bạch nguồn thiền tông thôi. Nằm ở trong cái phẩm thứ mấy gọi là Tùng Địa Dũng Xuất, là ám chỉ của Trần Nhân Tông. Trong cái bài đó là do một vị vua tu, cơ mà nói thành Phật là nói cho nó qua, cho một vị vua đạt được cái này.
Nhưng mà trần tâm cũng đạt được thôi, chứ không phải đâu. Nhưng mà tại vì mình rước mình một ông vua vua hiểu cái này được gọi là Phật Hoàng, có nghĩa là ông này ông làm Phật được, ông về Phật giới được rồi, gọi là Phật Hoàng chứ không phải. Còn về đây nói đúng ra tất cả những viên kẻ long nữ cũng là người có nhiệm vụ phổ biến ra thôi, còn chuyện phải về hay không tôi không biết nha. Mà cái chuyện đó là chắc chắn là Đức Phật giao nhiệm vụ người nào thì có cái nhiệm vụ đấy nha. Thành ra ngay bởi vì tới bây giờ nè, văn minh tới bây giờ tôi nói vừa rồi tôi nói là Đức Phật lấy đạo từ đâu, lấy từ nền văn minh không gian đưa là vậy. Bây giờ hỏi ra đời, hỏi ai dân đời nhân minh dân nghiệp không gian là cái gì? Đâu phải người tu theo đạo Phật đâu ai biết cái này đâu. Vì thế cứ cầu cứ gõ bỏ tu tin xong cầu lại cái này làm sao hiểu cái này? Nên nhân minh không gian có hiểu cái này. Bây giờ tôi nói nè, ngày xưa đó cách đây 25 năm thôi, ông Quân Ghét đó, ông đang học lớp 11 mà tự nhiên ông làm thông tin lấy được cái hệ thống điện thoại này. Ông tự chế là ông làm, ông đâu có thầy nào dạy ông đâu, đâu có thầy nào dạy đâu. Vô hỏi ông thầy còn bó tay mà tạo thầy dạy lớp 12 còn bó tay. Thì có nghĩa là Phật cũng vậy, ông Phật nói đúng là khi mà ông giảng mở ra rồi thì mới lấy thấy được cái đạo Phật nó nằm ở chỗ đó. Nhưng bây giờ dạy ai nghe? Tôi phải xuống đây nói chuyện tào lao này để sau cùng rồi mới nói ra đạo Phật đạo giác ngộ giải thoát mấy ngàn năm nay có ai dạy chữ giác ngộ giải thoát không? Chính bây giờ nè, tôi nói rằng suy nghĩ đi, suy nghĩ mấy ngàn năm nay ai dám dạy chữ giác ngộ giải thoát? Đạo Phật là hiện giờ nước Việt Nam mình là gần 20 ngàn ngôi chùa, chùa hoàn toàn không có chùa nào để chữ giác ngộ. Mình đó còn nó hàng ngàn căn bản thôi, còn thầy tu là bao nhiêu, xin lỗi mấy triệu người chưa ít rồi, đâu có ai nói vậy. Anh ta trả lời là Trần Nhân Tông không có nhiệm vụ này, mà lâm nữ ở đây có nhiệm vụ mà cũng không phổ biến được, còn phải đợi tới đời Mạc Thượng Pháp mới nói ra. Có nghĩa là nó qua một cái chu kỳ trên 2500 mấy chục năm sau mới nhận, lúc đó là 2500 năm, còn nó nằm ở trong cái thời kỳ Mạt Pháp, nó chưa qua thời kỳ Mạt Thượng, Mạt Thượng mới công bố nữa. Rồi ngoài tiếp đi. Dạ, anh coi thêm không nhỉ? Có câu khác đâu. Dạ, vậy con hỏi thầy là trong 36 vị tổ của Thiền Tông á, là các vị đều đã gọi là đưa vào bể tánh thanh tịnh á, là kiến tánh được. Như vậy thì ngoài 36 vị tổ này ra thì các cái vị mà tu theo những cái pháp môn khác á, theo con biết cũng có rất là nhiều vị người ta cũng giống như người ta cũng kiến tánh được và người ta cũng đắc quả được, thì cái trường hợp này có phải là do họ cũng ngộ được cái này hay là sao này? Tại vì cũng có rất nhiều vị Phật cũng gọi là đắc quả này. Trong thế giới này sử dụng với đắc quả nên có lúc cái gì đâu có đắc ai dùng trong cái từ đó hay không dùng từ đó, có nghĩa là người ta hiểu thôi, còn công thức trở về Phật giới hoàn toàn không hiểu. Nhưng mấy ông tổ thì ông Phật cũng dạy riêng sao tôi không biết, nhưng mà đều nếu mà không có công thức đừng dầu có đắc cái gì không về được. Nên nhớ một điều, công thức phải công bố ra, giáo lý cho mình quyền ký phải công bố ra rồi công thức bắt đầu mới dẫn, hướng dẫn mới cho đi về. Chứ ngày xưa trong mấy sách tôi đi đọc khi nào tôi viết chữ qua tiêu đâu đó đâu, tôi coi, bởi vì nó chưa tới thời kỳ giết, giết không phải có tuần tự, chứ không phải muốn giết lúc nào cũng giết. Giống như mình anh ráp một chiếc xe cũng vậy, thì tuần tự từ lớp ví dụ nó 50 bộ phận thì phải lắp tuần tự đúng 50 bộ phận nó mới ra chiếc xe. Nó là nguyên tắc vậy em, chứ còn không nói trước được. Giờ thắc mắc thì cứ hỏi. Đúng rồi, chứ không mình có nói.
cái ý của con ở đây á, nãy con dùng cái từ đắc quả ở đây á, tức là có rất nhiều người sau một thời gian tu á thì người ta không nói người ta chứng ở đây, nghĩa là vô tu vô chứng, nhưng mà những người này họ tu họ phải chứng là sao, họ khi họ viên tịch hay là họ đi thiêu á thì có xá lợi. Ví dụ như Thích Bổn Đức là có cái xá lợi tim thiêu không cháy, còn có rất nhiều vị tăng khác thì thiêu ra có những viên xá lợi như vậy. Mà theo như Phật pháp á, thì các vị mà tu mà đạt được cái chứng quả gì đó, không dùng từ chứng quả là dùng từ chung thôi, đó là người ta thiêu ra đều có xá lợi hết. Còn những người thường thì thiêu ra không xá lợi, thì có phải là cái xá lợi, có phải là cái chứng nhận cho cái việc là họ có cái thành tựu trong cái việc tu học hay không? Tại vì con biết cũng có rất nhiều vị thầy là có tu thật sự, cái đó mà nói là những vị thầy tu thật sự, chứ mình không nói 100% các vị tu bây giờ đều không thật sự hết. Tại vì trong năm pháp môn còn lại, trong mấy ngàn năm qua thì chắc chắn cũng đã có những vị đã đạt được cái thành tựu đó trong tu học, không nhờ thầy giới thiệu của mình. Giờ tôi nói cái chuyện xá lợi của ông Phật, mà cho ông Phật tiêu bằng gì? Tiêu bằng củi phải không? Nếu mà ông được đây giờ ra bên Bình Dương Hòa nó mở 8 mét thì người thì ông Phật cũng cháy hết, chứ đừng có lấy gì. Còn ông Thích Quảng Đức, Bồ Tát cái gì? Xin lỗi, ngồi tại ngay chỗ ngã tư Liên Diện trên các bạn 8 bây giờ. Thành phục cái bàn tay, Nguyễn Đình Diễn. Đâu mơ dừng ngã ra chết trùng trời, mổ lấy trái tim ra làm sao trái tim mà trái tim tiêu được này. Đem đi hồi đó nói xin lỗi, hồi ông Thích Quảng Đức cũng chưa có thương bác mà chỉ thiêu củi thôi. Hồi xưa là Hương Dứt và ở Phú Lâm nó có cái chỗ thiêu đầu tiên ở Sài Gòn này, đem đâu đó đi thiêu củi thôi. Còn bây giờ nói xin lỗi, bây giờ trên cái đất này, trên đây thế giới nhân quả vật lý, anh cũng có tồn tại được cái gì, chỉ có vàng đó thì tồn tại được thôi, anh đốt nó chảy ra nó nằm đó thôi. À, bây giờ nói xin lỗi ông nào thì chứng thánh chứng gì, cái chuyện mà tôi nói về ông Thế Quảng Đức ấy là cái gì, là hồi xưa là vấn đề kích động để gì, để người ta tập trung đông thì cái chuyện của người ta sao nó cứ chết ông anh đi, xin lỗi ông ấy, chừng mày mời ông vua chưa bằng Thế Quảng Đức nó đi để ta làm vậy. Bây giờ anh thấy xung quanh anh thấy cũng sợ chứ được, làm sao mới gì ngã ra đó, làm sao mà ta tiêm cho ấy được, ta tiêm được. Bây giờ 8 bé mình đi qua 8 bé rồi nó thổ một lượt đi, 10 thấy vẫn rất cũng chết được, cũng tiêu cũng được. Tại vì người ta gọi là trên thế đất này gọi là thần thánh quá để mua đồ cái gì. Trong thế đất này có thần cái gì, có thánh gì đâu, nó rồi. Có thần thì có, thần luật sư, thần giảng sư gì có, chứ phải không? Nhưng mà thanh để làm gì, thành để mà tìm cái gì. Đạo Phật anh tu để bị anh hổ được thành này kia. Trong thế giới này, nếu mà tu lâu hòa thượng là rất rất tiếc này. Với điều kiện này phải nghiêm túc thì ta mới rồi, bởi vì nguyên tắc ai có nhiều luôn. Xe dây 5 năm cho họ giới thiệu theo 15 năm sau cho tổ tọa 20 năm sau là hòa thượng, 40 sập đại lão hòa thượng. Nó cái tuần tự thế giới vật lý nó vậy. Còn cái thiện tâm này người ta không nói gì bất cứ, tâm thế đất này không có chứng đắc bất cứ gì hết, mà chỉ là nói bằng sự thật thôi. Chứng đắc là ở đây là chứng, là chứng, là chứng thánh đó. Mà trong kinh Kim Cang nó ai thấy chứng thánh là kẻ đó là tà. Trong kinh Kim Cang nói rất rõ trong bài thôi. Đó, thành ra có nhiều người nói thầy cũng là đề cập người này kia, nhưng mà thiện tâm tôi rất có, rất đắc tốt ra hơn. À, trên trái đất đấy không có chứng, mà bây giờ trái đất không có cầu, không có chứng. Đây thiền tâm mới nói này đó thôi, mà tôi nói này thì trong quyền ký đã có nói rồi, tôi mới nói ra. Còn những cái mà quyền ký chưa nói tôi cũng nói, quyền ký mà khi mà giáo lý cho ra thì tôi sẽ nói tất cả những cái gì này dưới điều kiện giáo lý cho ra, hoặc không ra ra thì thôi, không thật không có ra thì đợi qua việc ra không có làm hiểu là. Thiền tông nó ra là ý là muốn nói bằng sự thật từ con người giảng vật
trái đất tam giới phạm giới càng khôn vũ trụ quy luật nhân quả luân hồi và cách thoát ra điền tông đó có cái tiêu chuẩn đó là chứ còn tất cả các pháp môn pháp hoàn toàn không có chỉ thoát mà chỉ có hưởng thôi. Thì đúng là ví dụ ta tu mà tịnh độ đi lên nó hưởng gọi là trên đó là những nước cực lạc, cái nước cực kỳ sung sướng lên ngọc hoàng là gì sống trong cảnh trang nghiêm của thế giới vật lý này đâu cũng phải hưởng. Chứ bây giờ 1.000 người tu để làm cái gì, tu 1.000 người tin sai là tu để chứng tắt cái này chứng cái kia thì chứng cao nhất là cái đất này là chứng cao nhất, cao nhất là A La Hán gọi là thánh bất động, cho là gọi là thánh bất động. Thánh có bốn giai cấp, giai cấp tu đạo hoàng là giàu dòng thánh, rồi thứ hai là nhận thánh, rồi an trụ thánh. Nếu mà nói về tứ quả tinh văn thì nói từ ly từ tí từ gốc của nó và công thức tu rất rõ ràng chứ không phải nói là nó mơ hồ. Thành ra tôi nói là trên cái đất này đừng có thấy ai mà này kia, nó coi chừng ở đằng sau cái đó là cái gì, đằng sau cái chiến đất là cái gì, đi cái đó phải hiểu nguyên tắc của nó rồi thắc mắc cứ hỏi tiếp, hỏi càng nhiều càng tốt. Thôi con xin phép con hỏi cho nó rõ luôn tại vì con có nhiều thắc mắc. Ví dụ như cái nãy con có đề cập về cái vấn đề cái trái tim á, thì nếu mà trường hợp mà mình nói là mổ ra mà để thì con nghĩ nó không tồn tại được, tại vì nó là một cái chất hữu cơ thì khi mình để ngoài môi trường thì nó sẽ tự phân hoại ra, nhưng mà tới thời điểm này thì trái tim nó vẫn còn được bảo toàn bảo tồn rất là tốt thì con không hiểu là nó như thế nào. Tại vì người ta nói là đem đi thiêu mấy lần rồi, thiêu bằng những cái biện pháp nhiệt độ cao vẫn không hủy được cái tim đó. Nói thì đó là con đọc được và con nghe nhiều vị thầy giảng như vậy thôi chứ con không có chưa gặp cái tim đó, nhưng mà đại khái là con nghe như vậy đó, thì con thấy có chụp hình có quay phim lại không con thấy vậy thôi. Bây giờ nói thì tôi nói thật ra ở Thánh Phật Đức ông không muốn thiêu đâu. Cái ngày đó bắt thăm 12 người trúng ông đi đầu. Đầu tiên thiêu là ai? Vũ Phùng lấy 50.000 ngày xưa. Đầu tiên Vũ Phùng là cái anh mà bán ở dưới chợ Cậu Lạnh á. Sau Phan Văn Lụa. Thứ ba Thích Quảng Đức. Thứ tư Thích Chi Mai. Thiêu một lót thiêu để mà về đi đâu. Mà tôi nói thật á, cái trái tim đó là đem xong đem về chùa Xá Lợi để tôi nhà tôi sát bên đó tôi biết tôi rành lắm. Nhưng mà có chắc chắn là trái tim đó không? Nó phải đâu. Nhưng mà tôi nói vậy. Bây giờ tôi nói thiệt á, bây giờ anh muốn cái trái tim nó trường tồn dễ ở đó, mua chợ một sĩ một mua như vậy. Tôi ví dụ cái là để 1.000 năm luôn, quá chắc luôn. Và tại sao mấy cái hình mà ta úp xác hàng năm phải bôm vô, bôm mặt mua vô chứ có mẹ vậy đâu, bôm để khi nó thế cái máu tươi tắn hồng hào vậy thôi, đừng có suy nghĩ vậy. Bây giờ đó có hiểu là có nhiều cái chùa là cái vật mà trưng bày Xá Lợi có đi không? Chứ cái chùa Dương Minh, cái chùa gì Vũ Lâm ở trên ấy đó là nó đâu bữa nào xuống đây gặp lên tôi dẫn đi thầy anh mua vô tôi chỉ rồi mà nó làm tại chỗ luôn. Thằng cái con nhỏ mà làm ở nó xin lỗi là con của thằng bạn tôi mà tôi tới chờ tôi nó hoặc là tôi không biết ở đường Túc Bình nè cái góc này cho anh vô và tới cái đường Nguyễn Cư Trinh biết mấy ông cái Túc Bình trước khi ở chợ Thái Bình để xuống á, cái hẻm mà nó mình thì trái nè anh vô cái hẻm đó, hẻm còn một cái hẻm là nó tới đường Nguyễn Cư Trinh đó, anh vô đó anh thấy nó để nó trưng bày mà đồ này đồ kia, anh vô anh hỏi anh mua sao lại cho bạn cái thỉnh, anh vô anh thỉnh chứ đừng nó mua nó quá, anh thỉnh sao lại được, anh thỉnh bao nhiêu đây cũng làm rất đẹp. Tôi chỉ là tôi đã dẫn mấy người tới rồi chúng mình. Tất cả những thế gì, thế giới vật lý mình không
trên cái đất này thúc mặt và hợp chung tôi sống một cái mơ hồ được. Tất cả những cái chuyện gì mà bên sau đó hoàn toàn nó có cái ẩn số hết. Bây giờ tôi nói thật nè, tại làm sao vừa tuần rồi anh có giữ cái lễ là vì Phúc Ân á, nó tại sao tôi dám chê ông Thanh Từ với ông Nguyễn Thành. Thế ông Thanh Từ là không có hiểu về thiện tâm. Tôi xác nhận được đúng không, tôi không từ chối, tôi không bỏ cái câu này đâu. Ông Nguyễn Thành và giả thì sư giả, tôi nói trước trên mạng luôn. Bây giờ tôi nói về cái căn bản, nếu mà một vị thiền đòi về thiền tông thì cái chùa anh phải để chùa thiền tông chứ, tại sao không để này? Còn Nhất Hạnh tại sao? Một thiền sư thứ thiện bệnh tự định, không có đi, không có từ qua Pháp mà đem qua Mỹ về, qua Mỹ trị triệu rồi đem về Việt Nam chôn, không có chuyện đó đâu. Thiền sư không có chơi cái chuyện đó. Tôi dám nói đàng hoàng, mà tôi nói trên mạng là mà có người hỏi, tại này có người hỏi tôi mới nói. Cái một người bình thường thùng đó. Ủa tôi xác nhận là tại vì người ta hỏi, hồi đó ai hỏi tôi nói ông Đức Hạnh không phải là thiền sư. Vì tôi qua cái làng Mai còn mà Ai Di Đà Phật không làm có gì thiền sư về, tôi qua tôi tìm hết mà. Chứ đâu phải không có. Còn bây giờ là tất cả gì? Tôi ở đây là tất cả có dựa đây mà. Vì ra các thiền viện, ông hoàn toàn hỏi về thiền tông ai biết. Ở thường chiếu duy nhất chỉ có là thiền tông lục tổ cũng đã hai câu đó thôi. Tôi mới vừa tôi cũng nói đâu, tôi hỏi vậy chứ có cái hình mà buông đau thành Phật, làm sao thành Phật, hoàn toàn mấy ông trong chùa trả lời được. Đâu phải ông nào buông đau thành Phật đâu. Nhiều khi ba Phật buông đau thành cô hồn chứ đâu làm những cái chuyện thành Phật. Trong kinh nói buông đau thành Phật, tôi phải hiểu là sao mới thành Phật, buông đau trở thành Phật. Thế người ta hiểu, người ta nghe, người ta nói vậy, nghe Bồ Tát thì cũng hơi Bồ Tát. Người nghe này nói kia ra xin lỗi, thế giới này, bây giờ thiền tông ra đời là giải mã toàn bộ, giờ nói trắng ra hết những cái gì bí ẩn mà Đức Phật đã dạy mấy ngàn năm nay mà người ta làm sai. Thiền tông ra đời là để nó chứng lại cái chuyện này thôi. Ai nghe không nghe thôi chứ không phải tôi nói cái gì, mà vì cái quyền ký này nó ra nó phân tích rõ, tôi nắm được cái giáo lý luôn, căn bản giáo lý 20 phần giải từ con người dẫn dật và quy luật nhân quả luôn, chi tiết luôn, tôi mới dám nói, mới dám đứng ra các cái chùa này. Không có cái này tôi cắt làm gì, tôi để mấy tỷ bạc tự gỡ ngân hàng tôi kinh doanh cái điều kia xíu hơn qua đây, có lấy ai đồng nào đó. Nhưng mà nhiệm vụ tôi phải làm đó. Rồi thắc mắc tôi hỏi thì, nhưng mà đến giờ là tới đất này chứng không có xài. Nếu mà tu hành mà được chứng đã bỏ xong cho rồi, nếu ông Phật còn nói cho phải tu có cái. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, vậy cho con được làm rõ thêm là cái vấn đề khi mà Phật thực gì các người ta thiêu ra cũng có cái xá lợi như vậy, thì cái đó là cái ý nghĩa như thế nào vậy thầy? Tại vì tới thời điểm này con nhớ cách đây không lâu là có lại rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về đó để ở chùa đến đó, thì cái viên đó con không biết thật hay không, con cũng không biết, nhưng mà cái làm lại rất là hoành tráng, khê chiên cơ rồi qua rước về này, mấy trăm vị sư vị tăng rồi cùng nhau đi thỉnh cái đó về. Mà bây giờ như bản thân con trước đây con thỉnh rất là nhiều xá lợi, nói con nói thật là con thỉnh rất nhiều xá lợi, nhưng mà sau khi con biết ra là con chỉ mới biết con tầm mấy năm nay thôi. Khi mà con ở cái chùa đó rồi con thỉnh xá lợi đó về con thờ, thì con thấy là người ta nói xá lợi tự sinh tự đẻ tự này tự nọ phát quang rồi luôn ta hết, nhưng mà con tìm hiểu biết con hay lỗi biết con thấy không có gì hết, thì con thấy cái này là giả rồi đó. Cứ ngồi chơi với nhau cái này xá lợi đi chư thiên đãi nè, xá lợi học mè nè tụm đưa cho người này, cái tí cái xá lợi cám cái lợi gì đưa tụm lum la, cái về cái mua cái hũ bỏ vô, thì từ đó con không có tin xá lợi nữa. Con qua chùa Vũ Long thì con thấy cũng không có đúng, con nói xá lợi hoặc không có nhiều vậy, xá lợi răng của Phật nó bự như cái răng con trâu vậy. Thật sự là như vậy đó thầy. Thì mình thấy là tại mà đạo Phật người ta cứ mượn những phương tiện đó, người ta làm tầm bậy tầm bạ để là những cái người mà họ hiểu đó, họ sẽ mất lòng tin. Bởi vì về cái thuyết vật chất thì nó có đúng, cái vật chất thì nó không có tự sinh ra như vậy được.
Thì bây giờ con thầy giải thích cho con là tại sao mà Phật lại luôn là xá lợi, rồi cái xá lợi đó có ý nghĩa như thế nào, và mà đến thời điểm này tại sao Phật lên giáo hội vẫn biết những xá lợi đó là giả, nhưng mà tại sao vẫn dùng những phương tiện đó để mà đi cho mọi người, gọi là đi cho mọi người thỉnh á. Thì như vậy là khi người ta phát hiện ra, những nhà khoa học người ta phát hiện ra, người ta sẽ coi đạo Phật mình là những cái gì. À, giống như là mình đang đi lừa chính cái người Phật tử vậy đó thầy. Bây giờ người trả lời thật, trả lời Phật mà thật giả đó, tôi mới viết trong cuốn quyển nào đó, đang có đọc không, có hiểu đó chưa, có cái cách làm chưa, tôi chỉ. Nhưng mà tôi nói đây này, giờ tất cả mười ở đây thiếu thiêu củi, ai cũng có trả lời hết. Thiếu thui, thiêu, ga, mở tám bé, không ai còn thấy trả lời cả. Nếu thiêu củi, 10 năm cũng có trả lời hết. Cái củi làm sao nó đốt nổ cái xương mình, nó chỉ đốt thịt thôi, xương không đốt được. Nè, mình nên nhớ rằng ngày xưa Đức Phật mà nhập Niết Bàn, chỉ chặt lấy được có 33 mảnh xá lợi thôi. 33 cái thôi, chỉ là cho 33 vị tổ chính thức được mang cái xá lợi đi rồi nó thì biết. Chứ còn và cái xá lợi thật. Còn bây giờ thì tôi nói ông Dương Minh ở trên cầu Đồng Nai cái gì, xin lỗi xá lợi thấp cho đây, thì tôi chỉ rồi cái chỗ đó đi, bữa nào đi chạy ngang là cái hẻm đó nhìn thấy phải, ta biết liền nè. Vô xin vô thỉnh xá lợi, nói vậy thôi, cái gì chỉ lên lầu à. Nhưng mà đừng có nói gì hết. Thì cái cách, còn anh muốn mà anh vô đó nhìn thấy cái xá lợi đó gì, anh muốn tìm cái xá lợi thật nằm ở chỗ nào tôi chỉ nha. Anh vô bên cô cái tầng thứ ba, rất nhiều cái loại này, nó mua về bên trên dưới là bên cô ở ngành chồng ở trước quỹ ban dân phố lên tầng thứ ba, nó có bán nhiều lắm. Cho tôi chỉ hết được nha. Trong cái quyển đó tôi có nói rõ, nhưng mà nên nhớ một điều, thế giới này gọi là gì? Là anh có hiểu chứ, thế này gọi là thế gian. Anh không ai thoát được cái này đâu. Anh suy nghĩ đi. Bây giờ tất cả những việc làm, những cái chuyện gì để mục đích là gì? Hai thứ danh và tiền. Anh không thoát được cái này. Đó anh sẽ tính đi. Còn bây giờ ai nói sẽ lời thiệt hay giả tôi không biết, nhưng mà tôi đã viết trong cái quyển nào đó tôi nói tám phần dường như số 1, số 2 vậy đó. Tôi mới nói vậy để cho tôi chỉ cách làm xá lợi được, tôi chỉ cách làm luôn, mà chỉ cách cho nó khác qua luôn, chứ không phải tôi đã viết rồi, mà tuy nhiên chuyện khác đã viết lên mười mấy năm rồi. Thành ra bây giờ nói đúng ra mình tu theo đạo Phật thì nó phải nhớ là thế giới này gọi là thế giới vật lý. Làm cái gì nó có ra thành tựu cái đó, không có thành không có đâu. Nhưng mà người ta mới biết cái chuyện A thành chuyện B không được. Giờ tôi ngồi thiền tôi thành có sao không được, thành thành chứ sao không có. Thành nào là hán gì, có sao không có. Thế làm sao đó tôi không có được. Thành có nhưng mà giải thoát không được. Đi ra ngoài cái quy luật vật lý, thành cái gì trong quy luật nhận quả vật lý này thì có thành. Giải thoát hoàn toàn không có. Giải thoát nó khác. Có nghĩa gì đâu, giải thoát không được, đi ra ngoài cái quy luật vật lý này gọi là giải thoát. Chứ không phải vô đây cầu đây làm gì giải thoát. Anh suy nghĩ là anh đang anh đang có tàu chạy ra giữa biển mà bão xung quanh anh rồi, anh làm sao thoát ra đây? Anh ở trong đó làm cái gì cũng trên vùng quốc anh đó. Muốn thoát ra mà chạy cho nhanh, chạy cho ra khỏi cái bão thì cái thiền tâm cũng vậy. Anh muốn ra, anh muốn giải thoát thì chạy ra khỏi cái quy luật vật lý này để mới thoát được. Còn những cái chuyện gì mà người ta nói đừng có tin, dùng cái trí tuệ của mình. Tôi nói đằng sau linh thiêng quyền bí hoàn toàn ở đằng sau chất chứa một cái chuyện khác. Vì thế mà mình cũng dám nói người ta, cái tên cái nghề của người ta là nghề ta sống, nghề ta sống mà ta đâu sao nói được. Suy nghĩ đi,
bây giờ ta làm cái chuyện đó, cái nghề đó là cái nghề của người ta, mình đừng có nói rớ tới cho. Vì thế mà khi con đang chịu làm việc đúng theo luật pháp, cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do viết sách, nhưng phải thực tế khoa học và đừng nói vậy, đừng có trong cái này hết, đúng theo luật pháp. Thành ra những cái gì mà mắt thấy tai nghe nhưng mà không nhập, không có thấy, không xuyên qua nổi cái này đâu. Nó mà anh hiểu nguyên tắc vật lý rồi thì cái gì cũng phải xin lỗi anh. Tôi không biết làm gì, nhưng mà có người ta tới ta cúng tiền nhiều là được rồi. Tôi phép có vậy thôi. Còn cái chuyện mà phát vui ra thì chuyện đó. Vì thế mà tại sao cái chùa Thiền Tâm Thân Diệu bây giờ nó ra ép để đóng cửa cái chùa này? Cái chuyện đó là thế gian này thì gọi là thế gian, nó phải chịu thôi chứ tôi nói sao vậy. Tôi như vậy vậy, bởi vậy thì khi tôi công bố vì cái là thời gian ngắn chứ không có dài đâu. Mà chữ nhật vừa rồi tôi đã nói, người ta hỏi, nhà xuất bản Hồng Đức hỏi, tôi cũng phải nói. Cái chuyện này không có vui ra được, nhưng mà tại ông hỏi tôi nói con gốc rồi. Cái tôi tự nhiên tôi nói chuyện hai ông này chị, tự nhiên hỏi tôi phải nói. Bởi vì nó là sinh tử của tôi là gì, nếu mà tôi không nói ra thì ép tên cái quyền ký này phải đúng cái dạng này. Tôi nói bằng sự thật. Còn nếu mà nó mạnh quá nó ép thì tôi cũng dẹp thôi, chứ tôi nói chùa Đơn Diệu này nếu mà nhà nước bữa tôi đóng cửa tôi đóng. Còn bây giờ tôi nói ổng cho phép á, bây giờ nó hết cho nói rồi, đem cái bản gắn đi, gắn cái cửa này chùa Đơn Diệu không được nói nữa, không làm gì nữa rồi. Tôi nghĩ sao phải vậy, cái nhiệm vụ rồi tôi cũng may mắn là công bố được quyền ký ra là biết bằng sự thật rồi. Mà may mắn là xuất bản được cái quyển thứ 11 Trần Nhân Tông. Mà Trần Nhân Tông cái quyển đó cũng biết rất mạnh. Tôi không lấy tiền à, trăm quyển, 100.000 quyển hoàn toàn tôi không lấy đồng lại. Nên nhớ đây là bằng tương thật đang bài chứ không phải. Nó thành ra bây giờ lại chạy về sao rồi đó. Tôi nói đây thì bởi ai không đồng ý thì cứ mời đến tranh luận, nhưng phải có luật sư, rồi có người trọng tài, ai đúng là sai, tôi nói sai thì sai chỗ nào, rồi ông nói đúng chỗ nào thì phải nói nha. Thì thôi bây giờ thì tôi nhà nước cho tôi nói ngày nào tôi nói đây, còn nếu không cho tôi ngừng. Giờ thắc mắc cơ hội đi, nhưng mà có mục tiêu mình sử dụng trí tuệ, đừng có sử dụng mơ hồ. Trên cái đất này phải nắm căn bản này, cái đất này là cái gì, năm loài sống chung, thần là số 1, rồi con người là có nhiệm vụ làm ra vật chất, quý diện vật chất và tưởng để đi luân hồi. Con người có ba cái nhiệm vụ này mình nên nhớ. Còn cô hồ có nhiệm vụ gì thì tự tìm hiểu, muốn nói gì đó cũng làm gì làm. Mình phải hiểu trên đất này, hiểu căn bản này, mới hiểu cái đạo Phật. Trên đất này cầu ai thì Phật đấy. Nếu mà cầu được đó, thì gia đình ông Phật bị đứa cháu nó đánh lên, sao ổng cứu đi, ổng dùng thân thân cứu đi. Đó, bây giờ ông nói là ông một chuyện liên đó, thần thông giỏi vậy đó. Sao cũng bị đập chết rồi, sống lấy thực thật đó. Mình phải diện cái gì phải thực tế. Anh còn thời, nó xin lỗi. Anh còn thời, anh chị cũng qua. Anh hết thời, gọi là hết phước. Xin lỗi, giống như con cột già nhúc nhích không nổi. Ha, rồi, hỏi chứ. Dạ, con nhận như bác em hỏi con đứa bị của con nghe không bao giờ được. Con xin hỏi thầy, như con giúp được 50 người hiểu chuyện Thiền Tông, 50 người biết phần Thiền Tông, nhưng tâm con còn giận một ai đó, sau này khi con qua đời, con có được trở về khỏi Phật hay không? Lặp lại.
thì con theo pháp môn thiền tâm này mà giúp được 50 người đạt yếu chỉ thiền tâm và 50 người đạt được bí mật thiền tâm mà tâm còn nóng giận, vậy thì sau này có về được Phật giới hay không? Rồi, còn không? Có tốt xin mời vị Bồ Đề, công đức vị Bồ Đề giống như dòng điện bị bao bao năm bảy thứ lớp lớp cao su không có tác dụng nha. Có nghĩa là mình làm sao tạo công đức một cách trong sáng, mình nên nhớ rằng muốn hiểu thì mình thường xuyên mình nhìn thấy, mình trong giấc mộng mình thấy những cái chuyện nó sẽ, tôi đã nói hết trong đó là cái chuyện gì nó xảy ra là hoàn toàn là do cái nghiệp mình. Mình sống ở đây hoàn toàn cái nghiệp, nghiệp là cái gì? Âm dương. Nghiệp âm là nó đè mình xuống, sau gọi là âm. Còn nếu mà nghiệp âm mà nó giật nó giỏi, nó đặt trời lên, cũng trời lên đất là dâm ra khỏi. Mình hiểu nguyên tắc của nó. Thành ra nên nhớ rằng bây giờ bởi vì tại sao mà nói là truyền thiền 100 người có mấy người đi tới thôi, mà ông Hạnh có 5 người thôi, giờ mình ráng lên được 5-7-8 người đi, mình ráng chứ mình đừng có, bởi vì thế giới gì nó khó là vậy. Thế giới này gọi thế giới nhân quả vật lý, khó thoát ra quy luật này được. Nó giật nó chưa bằng nói dụ mình đủ chuyện đó. Cái con người mình đó, thứ nhất là cái gì, là cái kiến thức của mình nó nhảy ra một cái là nó dẹp hết cái kia, chứng đắc cũng dẹp hết, kiến chấp mà nó ra rồi chứng đắc dẹp hết, thì tông thiền diễn cũng dẹp hết kiến chấp mà. Như thế mà tại sao có nhiều thầy chửi cái này mà chửi, mà tưởng đâu ổng dạy giải thoát đâu, ổng không có dạy đâu mà ổng chửi mình, hỏi ổng chứ vậy chửi chùa Tân Diệu dạy giải thoát vậy, ông dạy gì giải thoát? Ổng làm thinh, nghĩa là có ổng có được quyền chửi nhưng mà không được quyền giải thích. Có vậy đó, mình phải hiểu nguyên tắc này, thế giới này tại nó vậy, nhưng mà thôi mình cũng biết mình cười thôi, chứ tại thế giới này nó vậy. Sao? Chứ như giờ nói sao vậy? Thành ra thì thôi giờ, mình có cái duyên tạo được, nên nhớ rằng quy luật nhân quả luân hồi cho đất này 10.000 năm một vị Phật ra đời để công bố cái chuyện này ra cho mình biết. Còn nếu mà mình không biết rồi đó, đi qua một vòng là 10.000 năm rồi biết rồi nữa tên sanh ra lại Việt Nam không? Mà nó có công bố tại đây không phải công bố chỗ khác. Bây giờ mình công bố tại người Việt Nam mới hiểu chứ người Trung Quốc làm sao hiểu. Xin lỗi hỏi bây giờ Trung Quốc, Mỹ, Tây Tạng hỏi như phải như trời dây thóc nè, quan toán ấy hiểu. Mà chỉ nói chuyện trên trời mà nói chỉ là nói, bây giờ muốn hưởng phước lên trời vậy thôi. Không biết trời đâu hỏi chuyện tâm sĩ, nó lên trời á, có vậy thôi. Hoặc lên thiên đàng, hoặc lên gì liên tiếp bạn gì đâu cần, cũng nằm ở trong những cái danh từ vật lý. Vì thế mà mình nói là tất cả những cái gì mà mình hiểu thì bây giờ cố gắng chứ, nhưng mà sự thật á, nếu mà nói nhiều quá thì người ta bắt buộc đóng cửa là tôi phải đóng, chứ không thể nói sao vậy. Mà cũng may là thì đã được phổ biến rồi một số rồi. Thì cố gắng đi chứ, cố gắng 10.000 năm mới có một lần. Mà chu kỳ ông Phật nó nói vậy, Như Lai dạy đạo, khi từ khi mà dạy đạo thì đến khi diệt đạo 3.000 năm tính đi. Như Lai không còn đạo thì 3.000 năm, mà này ổng đã nhiều 2.000 năm, 6.000 năm rồi đó, tính là còn bao nhiêu ngày nữa. Dạ anh có nha. Con hỏi thầy giải thích người đó hiểu con có được công đức hay hay không, và nếu người đó còn cố chấp con có bị ác đức hay không? Anh này anh hỏi nếu như anh giúp những vị đó mà thầy giải thích giải đáp mà người đó nghe hiểu thì con có công đức hay không, mà nếu người đó kiến chấp thì con có bị ác đức hay không? Nếu mà người ta hiểu thì không có công đức, mà nếu người ta chê không thật không thua, chỉ trừ trường hợp mà con ép người ta là khác nè, con giúp người ta được ép người ta phản lợi con có ác đức, được ép
Bởi vì ví dụ con nói là tôi có cái sách này cho anh chị, tôi không hiểu, đọc có gì hiểu thì giải thích tôi nghe, tự nhiên ta hiểu, tự nhiên con âm thầm con nhận cái đó, đừng có khi đọc lộ diện bất cứ cái gì, là có công đức trong sáng. Còn nếu mà xen vô một chút xíu thì bởi vì cái tánh con người nó là vậy, 16 thứ nó xen vô là nó bôi liền. Mà nếu mà con mà không bôi, mà con không muốn về Phật giới, ông thần bôi. Ờ, muốn ở có công đức ở đây, muốn được ở đây nữa, rồi tôi quét cho một lớp sơn mới ở được, mới vô đầu thai, vô bập vô tử cung mẹ mới được. Còn nếu mà vô đó nó sáng quá chịu nổi, mà mẹ chịu không nổi, tất cả do mình chấp bồi đèn thai. Mà mình không muốn về Phật giới có công đức thì ông thần bồi mình để chi, để giữ cái quy luật luân hồi của cái cảnh này thì phải là âm hết mới vô được. Đó, phải là âm này chỉ đen hết mới được, nó mới hiểu. Thành ra khuyên đạo thì tâm tu thì là rất khó, không phải dễ đâu. 100 bởi tại tiền trong người mà có mấy người được đi ra thôi, còn bao nhiêu không được đi ra. Mình cố gắng đâu có 5 người thôi, ráng 10 người, 20 đi. Mình ráng cái này là mình phải học rất kỹ. Giờ con hỏi tiếp. Thưa thầy, con mới đạt được yếu chỉ thiện tâm, nhưng mà những người ở địa phương ngồi chung với con thì con có giải thích về bên thiện tâm, họ hiểu, họ biết, nhưng mà họ chưa có dịp tới chùa, vậy là con có hưởng được công đức của con thầy? Anh hỏi và anh biết được pháp môn này, anh chia sẻ cho những vị mà anh biết mà họ hiểu được, vậy thì anh có công đức hay không? Mà họ không có điều kiện để về chùa hay họ đi theo pháp môn này mà họ hiểu được, vậy thì cái người chia sẻ đó có được công đức hay không? Nhưng bất cứ ai hiểu là có công đức, nhưng mà nên nhớ công đức á, thì giống như một đồng mà muốn về Phật giới có 1 tỷ á, thì ra đi tìm đi. Mà muốn mà họ không phải 1 tỷ đâu, mà phải 3 tỷ. 3 đạo nhân vô tu vô chứng, mỗi ông đó là 1 tỷ đó. Còn công đức nhỏ nhỏ đó thì đều liệu mà kiếm, phải không? Nếu mà thiếu 1 tỷ thì, nhưng mà mình cố gắng dẫn về được, ông Phật giúp cho. Phải hiểu nguyên tắc. Bây giờ mới giải mã là đạo nhân vô tu vô chứng là ai? Là một người giúp người ta trở về Phật giới, vì đó gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Ông không tu gì vậy đấy, mà ông chứng gì vậy đấy, thì nãy nói ở đây là tu chứng là vì nhân quả. Nó thành ông hiểu cái nghĩa đó. Bây giờ nó mới giải mã là tại sao trái đất này không cho tu. Nó tu là theo quy luật thực lý, chứng là nó ở đây chứ ở bên kia phải về định hình ra ngôi nhà Phật thanh tịnh tịnh và một kim thanh Phật tôi phải chứng. Thành ta không hiểu, tưởng là tu mà chứng thành, chứng là thành ông Phật ông đây không, nếu thành là thành tu hồn, không có là không phải thành cái gì ở đây trái đất này thôi, hoặc là thành A La Hán thôi không hơn. Thành đã hiểu, khi đi hiểu rõ thiền tông là mới hiểu cái nguyên tắc đó. Bởi vì thành ra trong kinh Tứ Thập Nhị Chương bảo vậy, một đạo cúng dường một vạn đức Phật, hàng ngàn đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Mình cúng cái quyển sách này thôi nè, đưa cho ông đó, bỏ về Phật giới là trong đó là đạo nhân vô tu chứng, mà kiếm đi, lát kiếm ông đó đi. Đó rồi thì thắc mắc cũng phải chứ. Thưa thầy, con đạt hiếu chỉ thiện tâm, có thể nói con có thể đạt bí mật thiện tâm, nhưng vật lý của con còn, cái thứ nhất là con trai chưa được, cái thứ hai là tình cảm con còn ở ngoài lề. Nếu mà con giàu bí mật, con có bị tội gì hay không? Con suy nghĩ cho tới thầy
mà giải được thì được. Dạ, anh biết cái thiền tông này mà ví dụ anh chưa ăn chay được còn luyến ái, vậy khi vào tương lai anh vào bí mật thì anh có tội gì hay không? Tôi thiền tông phải hiểu cái nguyên tắc thế này nè, chuyện luyến ái ăn chay chỉ có chuyện nhỏ thôi, buông đau thành Phật ta đồ tể giết người buông đau thành Phật được. Còn con chuyện luyến ái ăn chay chỉ nhằm muốn chuyện thế giới vật lý không thành vấn đề. Có nghĩa là phải hiểu cái nguyên tắc này nè, con có công đức nhiều, ông thần không quản lý con, không dám lại gần con, thì nói sao thôi ông có công đức ông về đi, ông cũng vô rớt đâu, chứ đâu cần gì. Thì những cái ác đức phước đức vô trung tâm thiền hành nó phá hết, nó xóa hết, thì con chỉ mang công đức và tánh Phật về thôi. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vì tại sao là vậy, ông Trần Nhân Tông mới dám đánh giặc? Ông đánh giặc đâu phải rồi ra hù nó chạy đâu, phải nó giết nó. Mà được một ông tỏ dây ổng 100 đứa, ông ít là phải chém 5-7 đứa chứ không lẽ ông phải giết người còn chưa sao mà được. Phải hiểu nguyên tắc cái thiền tông này. Bởi vậy thiền tông mà khi mà toàn dân Việt Nam hiểu thiền tông này, mê tín xóa hết, bảo vệ tổ quốc chúng tôi, nó phải lệ thuộc vào trong cái yếm thế. Còn cái ta tu đó là ta trèo lên núi tu, ta gõ mỏ, không dám chửi lộn, mà đặt lộn chứ được được đấy. Đừng có nói chửi lộn, tăng nhấn tâm, kêu thằng tu thì tâm đặt lộn luôn, chứ không có chửi. Phải vậy mới được. Còn cái chuyện mà về không là do cái công đức mình nhiều thì ông thần quản lý không quản lý được, rồi thôi, sư phụ về đâu đi đi. Nó mình đi về, nó mình hiểu nguyên tắc này chứ đừng có nói. Còn cái chuyện mà ăn chay hay là chuyện tình cảm vô cái chuyện thế gian này nó là vậy, không có thoát ra được đâu. Tu thiền tông rất cởi mở nhưng mà phải cho đúng, chứ không phải là việc, chứ không phải mà tự toát là không được. Bắt chước về đọc và bắt chước Trần Nhân Tông đây. Đây là cái một cái vị vua mà đã giúp cho mình tu thiền tông cách chuẩn mực nhất. Những gì mà ông hỏi trả lời cho con với quần thần ngày xưa đó thì mình căn cứ vào cái này. Đây là thú vị, không nhiều, nhưng mà nếu nói gọn ra thì tông muốn về tông muốn về Phật giới phải có công đức, thần thì không quản lý mình được, rồi thả trốn mình về, mình biết đường về không? Có vậy mới được. Chứ còn nếu mà nói ngồi đây mà cứ gõ mỏ tụng kinh rồi cái ông xin lỗi ông có công đức thì anh gõ mỏ cho theo cái mỏ tụng kinh, nó theo cái kinh. Bởi vì tại sao trong kinh Đức Phật nói là coi chừng kinh chuyển, có nghĩa kinh chuyển là kinh dẫn mình đi đó. Mình muốn đâu tụng rồi để lại A Di Đà Phật giúp con, ông Phật nào trong ở đâu đâu đây đâu. Mẹ có hộ cũng nhận cái chuyện là ta là Phật Thích Ca này, đi ông dẫn đi rồi sao đây. Mình phải hiểu thế giới này, thế giới này thì gọi là thế gian, mình phải hiểu mình xem được cái chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp thì cứ hỏi thoải mái. Anh có hỏi không? Dạ, cho con hỏi cái về cái tánh Phật đó thầy. Cái tánh Phật á thì cấu tạo bằng điện từ quang, nhưng mà khởi khỉ trước khi điện từ quang mà làm sao để tạo ra được cái tánh Phật đó. Ví dụ như thầy nói là trong Phật giới là có vô lượng cái tánh Phật ở trong đó, thì như vậy những cái tánh Phật đó là sinh ra như thế nào đó thầy, cái việc sinh ra cái tánh Phật nó như thế nào? Mình đem cái thế giới vật lý ra mình mới thí dụ. Bây giờ mình thí dụ mà cái nguyên tử hoặc điện tử mình không thấy đi, đúng không? Cái hạt cát còn thấy không? Cái sa mạc này nó hạt cát thì mẫu hạt cát nó rời ra không? Chứ nó không dính. Mình nói như vậy. Trong cái hạt cát này nó cũng không? Cái hạt cát này gọi là sự sống, nó cấu tạo bằng điện từ quang là sự sống. Trong cái hạt cát này đó có cái ý trong đó là thấy nghe nói biết. Rồi đó là vậy, nên nơi rừng thuộc cát cho dễ biết. Chứ sự thật á, một cái tánh Phật mà từ ở Phật giới vào nó bằng một nguyên tử thôi, hoặc nhỏ hơn một nguyên tử thôi.
nó bằng một điện tử thôi. Nếu so sánh hiện giờ là cái mà nhỏ nhất thế gian này là điện tử, nguyên tử vẫn còn lớn nè. Một nguyên tử nó vẫn có sự sống đủ thứ rồi đó. Thì Phật tánh bên kia nó cũng vậy, nó nhỏ nó mới vô được, chứ còn nếu nó lớn mà vô đây cái thế giới nó chịu nổi không? Vì thế mà nó vô, trước khi nó vô nó mượn thân người thì đã phải nhập vào tinh cha nổ mẹ gì, tinh cha nằm mạnh bắt đầu quay để gì, quay tạo cái tánh người, cái tạo tánh người nó phát ra 16 thứ, trong 16 thứ nó chia ra 84.000 cái chảo nữa. Cái tử cung người mẹ là cái gì? Có cái nhiệm vụ là tử là chết, cung và cái cung chết, anh vô đây và chết hết những cái gì anh hiểu ngày xưa. Vì thế mà ảnh hưởng bởi trời lại vô đây, bắt buộc phải vô đây để mới quên cái kia được, quy luật luân hồi. Còn nếu mà hồi xưa mà nó, nếu mà nói tôi ở một giới mà giờ vô đây khổ quá mới nhớ vậy là chết rồi, không được. Thế giới này không có thoát ra được, mà phải là 10.000 năm một vị Phật ra đời mới chỉ công thức này. Chứ nếu mà không có cái tử cung của người mẹ thì nên đến hồi xưa ở trên làm tôi làm Ngọc Hoàng đó là xuống đây rồi nhớ lại kia làm sao chịu nổi. Ông tôi qua cái đời trước tôi là tướng này tướng kia là chủ tịch này chủ tịch kia, giờ vô đây thành đứa bé nó nằm ở trên cái hốc làm sao nó chịu nổi, thấy không? Phải vô này nó buồn. Đó, nguyên tắc thế giới vật lý đó là vậy. Đó, mà khởi thủy của cái đó là ai tạo ra cái tánh Phật, cái đầu của tánh Phật đó, cái tánh Phật này là từ đâu sanh ra? Thì tôi bây giờ hỏi chứ tôi nói là cái bãi sa mạc đó cát từ đâu sanh ra? Nó thường thiệt như vậy. Bởi vì cái thế giới này tất cả gì nó cũng nằm ở trong cái thế giới tự nhiên nó. Tại nó vô đây nó mới quy được luân hồi, nó mới quay theo cái nhân quả. Vô tam giới vì nhân quả, còn nếu ngoài tam giới vì nhân quả, cái đó là tự nhiên. Thì tôi có đọc cái bài Đức Phật ông hỏi chứ, Phật đệ tử ông hỏi chứ, bây giờ giải thích cái càn khôn vũ trụ này nó một đường kính bao nhiêu, ta dồn bài ông thấy cái đường kính đó. Mà cái nhìn của ổng đi nó còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng luôn. Mà ổng đi nhìn hoài ổng thấy, gọi là vũ trụ không biên giới. Còn tìm con người đầu tiên con không thấy, nhưng mà thấy bằng thực tế là trong cái Phật giới nó có nhiều cái tánh Phật, có nhiều kim thân Phật. Cái đất này thì nó có hằng hà sa số vạn vật trên này, nhưng mà căn bản là năm lời hướng chung: thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, nó là căn bản. Ông chỉ nói tổng quát thôi. Còn đi tìm cái ban đầu thì ở trong cái gương pháp cú Đức Phật có dạy một cái câu thế này nè. Có một anh đó, anh đi vô, anh đi đường bị người ta bắn cái mũi tên đập trúng mảnh. Thì cái ông thầy thuốc nói mày tính bị tên rồi đó, để tao nhổ ra cũng không được. Hỏi sao? Mà cho tao biết cái tên này bắn làm gì, tẩm thuốc độc ở đây bắn chìm hết đi, sống nổi không? Mình bây giờ ngồi mình tìm đi, còn có mấy chục năm nữa mình chết, ngồi đó mình tìm mình thôi, sao ra đổ ở đây. Nhưng mà khi Phật giảng ra, mới nhìn thấy, Phật nhìn thấy, Phật cũng không hiểu nổi đó. Bây giờ giống như là trên trái đất này, khoa học đó, tại sao cái nguyên tử này, trái đất này có bao nhiêu? Giờ con hỏi vậy, từng nguyên tử trên trái đất này là bao nhiêu? Tôi tìm, mà nguyên tử nó từ đâu có? Nó cũng ở trong trái đất này nó ra. Thì bên kia nó cũng vậy. Nhưng mà nó kêu tại vì nó ham mang một kim thân Phật vào đây mượn thân và tánh người tạo công đức. Mà nó không tạo công đức mà nó tạo nhà lầu xa hơi không? Rồi nó tạo đủ chuyện, nó quay vòng tròn rồi này. Đó phải hiểu như thế, cái nguyên tắc thế giới này. Thế đây hoàn toàn là thiền tông không có thần thánh gì, có hết nhưng mà không có xài. Đừng nói mình nói đây phát thần thánh mà có hết, nhưng mà điều thần thánh dù ở đâu cũng ở trong này, cái quy luật này nó không thoát, muốn thoát trở về bên kia, bên Phật giới sống. Phật giới là điện từ quang, còn bên đây là điện từ âm dương. Ở trong điện từ âm dương dầu thô đồ tế hay gì nó cũng quay hết. Đạo Phật nó muốn chỉ vậy này, anh muốn giải thoát phải ra ngoài quy luật điện từ âm dương. Nó phải hiểu cái nguyên tắc đó.
rồi những cái chuyện gì mà hư thua phải quấy hay là thần thánh thì dễ hết đi. Trong, ở trong này cái gì muốn cái gì cũng hết đấy. Muốn thần có thấy, muốn thật có thật, muốn tiên có tiên, muốn thần trong cái này cái gì cũng không à, nhưng mà cái loại nào ra thì tự tìm hiểu, tự đâu nào giả hết đấy. Bởi vì là bây giờ tôi nói là khi làm cô hồ muốn nói gì đó, muốn xin cái gì cũng được đấy. Vì nay nó nằm ngoài quyết lực, còn nó vô lò người rồi, thứ nhất phải lo cái ăn, cái mặc, cái nhà ở, rồi rồi phương tiện đi lại, vô thế giới rồi người bắt buộc phải làm cái này, cũng không tránh khỏi nữa. Nếu được vô đây ngồi ăn không, chỉ có nước ông Phúc Đức nhiều quá nữa, sanh trong cái nhà giàu quá, rồi cha mẹ để của lại thì được, đó không phải do cái Phúc Đức âm thật nhiều. Rồi, nào hỏi tiếp đi. Em nhờ anh ghi lại mấy câu hỏi của em luôn để có gì thầy trả lời được cái, tại vì em mắc ra nhiều cái như vậy. Bây giờ nếu mình mở rộng nữa ra đó, là thầy nói tới càng khôn, tại vì tới thời điểm này em vẫn không nhận được là cái câu trả lời là tánh Phật từ đâu sinh ra, đúng không? Sinh ra từ cái gì, ai là người sinh ra tánh Phật, em vẫn không biết. Thầy nói là nó tự nhiên rồi. Đó thì đó là tự nhiên. Và cái hai là thầy nói tánh Phật vì nó tham cái muốn có cái kim thân Phật á, thì tánh Phật cũng có tham, đúng không? Vậy là tánh Phật nó cũng phải có một cái nó giống như người mình là có 16 cái tánh vậy đó, thì vậy tánh Phật có thêm một cái tánh tham. Nhưng mà tánh tham là cái tánh gì không? Tánh tham là tham có cái kim thân, đúng không? Chứ nếu không tham cái đó thì ở trên quả Phật thôi. Rồi thầy nói tiếp về cái càng khôn, thì như vậy cái càng khôn vũ trụ á là do ai là người quản lý? Như vậy trên tại vì thời điểm này Phật chỉ nói tới cấp Phật thôi, cấp Phật là cao nhất mà tới thời điểm này mình biết. Vậy là người toàn năng toàn giác, vậy trên tánh Phật nữa là cái người nào là quản lý càng khôn, và gọi là cái gì, gọi là thành chủ càng khôn hay là gọi là gì? Bởi vì thành là nhỏ hơn Phật, thành là mình không biết nhưng mà mình nghĩ thành là cũng nhỏ. Như vậy cái gì, ai là người quản lý càng khôn, ai là người, tại vì thầy nói cái chuyện con gà quả trứng á, thì ông Phật cũng nói là không có hơi đâu đi kiếm con gà hay là cái quả trứng đó trước. Nhưng mà cái này là con thắc mắc, con muốn nhờ thầy, là thầy biết, thầy chia sẻ lại cho mọi người cùng biết thôi. Thì càng khôn hiện tại bây giờ nó là vô, nó là vô tận rồi, không có tiền được cái ranh giới, cái điểm cuối cùng của nó. Vậy thì có ai quản lý càng khôn này không? Tại vì mọi cái quy luật đều phải có một cái quy tắc, quy luật nào đó thì nó mới chi phối được. Thì càng khôn cũng phải có quy luật vận hành của càng khôn. Thì vậy ai là người quản lý cái càng khôn này? Rồi bây giờ mình thu hẹp lại là về vấn đề tử cung. Hồi nãy thầy nói tử cung á, tử là chết, cung là cái nơi ngự. Nhưng mà con học đứa giờ tử là con, cung là cái nơi mình phải ở. Thì về tử cung đó là nơi ở của đứa bé, thì nó mới đúng theo cái con biết từ trước giờ. Thì như vậy nếu mà nói tử cung là cái nơi hút tánh Phật vào, thì theo như con biết tánh Phật là cái tánh không có điện âm điện dương, mà trên quy tắc á, thì khi nó hút được là phải có điện âm điện dương nó mới hút được. Thì như vậy thì làm sao cái lỗ đen này mà hút được cái tánh Phật được đó, rồi để cho cái tánh Phật nó vào trong cái tử cung của người nữ để mà họ thành đứa bé đó. Đó thì giải thích cho mấy câu hỏi đó. Tôi phải hiểu quy tắc như thế này. Tất cả tại làm sao mà bây giờ phải nói càng khôn vũ trụ là cái gì? Càng khôn vũ trụ là nó chứa toàn là điện từ quang thôi, không có điện từ âm dương. Nên nhớ một điều, giống như cái không khí của mình ở đây này là không khí trong lành. Khi mà có một cái dòng bão nó đi qua thì nó mới hút, nó mất, nó không còn ở trong lành nữa mà nó hút bởi điện từ hút với nhau, nó mới gió nó hút nhau, rồi nước nó hút nhau, nó trở thành, nó không còn trong sáng nữa. Bây giờ ở bên đó, cái càng khôn vũ trụ là nó chứa cái gì trong đó? Càng khôn vũ trụ nó chứa hai loại, một loại điện từ quang. Tâm điện từ quang nó có cái gì? Có tánh Phật và kim thân Phật. Còn điện từ trong cái bầu mà của điện càng khôn vũ trụ á, giống như cái biển, thì trong cái biển nó có từng hòn đảo, mà tính ra cái tam giới giống như cái hòn đảo trong biển vậy đó. Thì trong tam giới nó có cái gì? Nó hút bằng quy luật vật lý điện từ âm dương, nó trở thành cái bầu hoàng đạo.
thì ở bên kia thì tánh Phật mới nhìn thấy kim thân vật lớn thì mới hỏi, thì mới chỉ con đường vào. Mà tâm tam giới nó quay á, thì nó quay theo cái lực hút ly tâm, có nghĩa là giữa cái trung tâm hút á thì nó không có đường kêu vô thôi, cái chỗ đó nó không quay. Tánh Phật phải vào đó, nhưng mà muốn vào đó phải có một vị Phật chỉ cách đi vào. Khi nào mà cái đất mà nó che được cái lửa tan mũi của mặt trời mới chui rồi đó, ghi danh vô, nó đi bằng tốc độ điện từ chứ không phải đi dễ nhọc. Tốc độ ánh sáng thì 300.000 km/s, tốc độ điện từ là 900.000 km/s, phải đi bằng cái kiểu đó đó. À, mà cái đất này được che là che 20 tiếng đồng hồ, muốn vô phải có một vị Phật canh mới vô. Vô đây tại sao bây giờ đó, thì vô hỏi đó, thì bây giờ muốn thành, muốn tạo công đức thì phải có thân con người mới tạo được, thì phải vô dòng tộc mới làm cái cam kết. À, muốn tạo công đức phải vô mượn, cho mượn dưới điều kiện thế này, vô gia đình nhập thai mẹ mà vô diệt thần quản lý cái này, vào vô rồi tin cha nổng mẹ vừa có lệnh đã quay. Ông thần mà nếu mà tin cha nổng mẹ mà không quay, Phật nó không có cái tánh Phật á thì nó không quay, thì điện nó không quay, có tánh Phật không quay, nó quay thành ra cái từ cái tánh, cái tinh cha nổ mẹ nó tạo thành thân tứ đại. Còn cái điện từ âm dương quay nó phát đủ công sức, nó phát ra là cái tánh người, tánh người nó phát ra 12, 16 thứ đó. Còn tôi giải thích cái tử cung là nó có hai cái dạng, trong sách tôi đã nói rồi, tử là chết, cũng là con, nơi là quên, và cũng là nơi sản sanh ra một con người. Con người có cái tánh người, thân người mới tạo công đức được. Đó, phải hiểu vậy. Nên nhớ rằng mình biết cái số lượng mà càng khôn vũ trụ chứa cái gì, bao nhiêu tam giới trong đó. Trong sách đã viết, quyền ký đã nói thế này, một thái dương hệ là mình nói là một tam giới đấy, 1000 tam giới là một tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới dơ cho 1000 nữa thì ra 1 triệu, rồi 1 triệu dơ cho 1000 nữa thì ra 1 tỷ, thì gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tại sao có chữ là tam thiên đại thiên? Tam là 3 thiên là ngàn, 3 là ngàn nó mới ra là cái khối gọi là đại thiên thế giới. Mà Đức Phật nói á, trong cái càn khôn vũ trụ này nè, tam thiên đệ thiên thế giới nó có hàng hà sa số như vậy, chứ không phải nói trái đất hoặc là nói một tam giới đâu. Đều suy nghĩ nên như thế nào, có nghĩa là ở trong này quy luật còn càn khôn vũ trụ ai điều khiển không biết, nhưng mà tam giới do trời tứ thiên dương điều khiển. Vì thế mà khoa học bây giờ nó nhìn thấy nhiều cái lỗ đen ở trong cái vũ trụ này, nó tưởng đâu là không có lỗ đen, vài bữa có vài bữa bắp, là do trời tứ dương tạo ra, để chỉ tạo ra cái, nếu mà tạo 5-7 cái lỗ đen vậy mới có một cái lỗ đen đặc chuẩn thôi. Lỗ đen đặc chuẩn mới là nơi sản xuất hành tinh đó. Bây giờ trái đất này, cái dòng màu vận động mộ, bây giờ khoa học nó chứng minh rằng có 7 trái đất đang sống trong trái đất này. Để chi? Cứ bây giờ con tính là 10.000 năm một trái đất nó hủy diệt một lần, mà 6 trái đất chia nhiêu? Phải gần 2.000 năm một lần thôi. Tụi mình bây giờ đó là bảy tám tỷ năm. Có nghĩa là sắp đây cái hành tinh khác đó là hủy diệt, trái đất mình thì phải đợi một tỷ mấy năm nữa rồi mới hủy diệt. Nó tạo ra một cái hành tinh vậy là cả tỷ năm mới là nó đạt đúng vật lý. Có nhiều khi nó tạo ra mà không đạt vật lý thì nó bỏ, giống như ở đây con làm cái bánh mà không ra được nhồi làm lại khác. Thành ra còn bây giờ tôi thấy cái tam giới này do trời thứ thiên dương, bốn ông chúa trời thứ thiên dương quản lý, một ông gốc đông tây nam bắc,
Còn trái đất này, mình nói ví dụ trái đất bên này, bởi vì là tại làm sao mà từ trái đất đi mặt trăng là 3.400 mấy mấy chục cây số á, ha, mà mình đi mấy ngày, mà bây giờ nếu trái đất này có rã, mà nếu mà cái hành tinh nó nằm ở mặt trăng mình đi cũng không kịp. Mà bây giờ ông Phật bảo ra này, trái đất này bất cứ trái đất nào vừa tan rã thì cần thiết nhiều phải điều khiển một cái hành tinh đã hoàn chỉnh chưa gần. Thì sau này những người mà có vệ tinh phi thuyền người ta thấy trái đất nó bay ngang qua thì tự đáp vô liệu. Mà nên nhớ rằng nó không có đường băng, chỉ có phi thuyền với đĩa bay nó đáp được, phi cơ đáp được, không có đường băng. Đó, thì bởi vậy tại sao mà mình ở đây đi lên trên mặt trăng đi bằng phi thuyền không đi bằng máy bay, là phải vì cái gì, nó không có đường băng, thế bay phải có đường băng, còn phi thuyền muốn đáp đâu đáp giống như chung cái máy bay trực thăng thôi. Thành ra bây giờ nói để giải quyết với Phật giải là ở trong thế giới điện từ quang không luân hồi vẫn tham muốn. Trên trái đất này, thế giới vật lý này tham muốn theo quy luật vật lý. Bây giờ trái đất này, bây giờ tôi nói là có người nào hỏi ra, ủa tại sao mà thật mà tổn ham? Thế giới nhân quả, hãy ham, ham thì ham mới có làm được cái này đi ra ngoài kia. Mà vô trong cái thế giới gọi là điện từ quang bảo theo quy luật không được. Vì nó có một chiều, một cực, còn đây hai cực bắt buộc phải đi theo cái quy luật vật lý. Đó, tự hoặc cũng nói gì rất hỏi rất hay, nhưng mà để nhớ rằng Phật cũng có tha. Vì thế mà nói xin lỗi ông Phật về bởi ông chưa chắc ông không thích ở. Bây giờ ông Thích Ca nè, ông mới đưa ra cái pháp này. Bây giờ mình nói ra nha, ai có một người về Phật giới, ông có công đức tiếp á. Nếu mà cái này của ông mà mất rồi, ông cũng tha đi qua hành tinh khác. Do ông pháp ông có đi qua, bởi vì nó bao nhiêu cái hành tinh mà có cái địa cầu mà chứ đâu biết đâu. Thì ông mới tiến nữa, nếu ông muốn kim thân lớn thì ông là tánh thật, tham theo tánh thật, nhưng nằm ở trong cái thế giới điện từ quang, nó không phải vật lý. Ở đây nó cũng quay ổng luôn à. Thế này đừng có nói ai được. Vô thế giới vật lý mà tham thôi, không nói tôi không tham đâu được, xin lỗi. Ông nói để cho ông nói để ông làm thánh thì chứ không làm thánh, làm sao không thánh. Mặc cái áo xấu còn muốn kêu ông tốt, mà mua cái nhà xấu còn kêu nhà tốt, mà làm sao không thánh. Vì thế giới này, vì thế mà Thiền Tông nó ra đời để nó nói rằng, nó nói nó rất rõ, trong càn khôn vũ trụ này chỗ nào là không bị nhân quả, chỗ nào bị nhân quả. Có ý vậy thôi. Điều nãy còn hỏi ai điều khiển cái càn khôn vũ trụ, điều khiển người đó thì ông Phật cũng có nói. Nhưng mà bây giờ ông thấy biên giới làm sao biết. Nhưng mà ông nói cái tam giới là do trời tứ thiên dương quản lý. Nên nhớ rằng trời tứ thiên dương quản lý. Trái đất đầu hư ông làm trái đất khác quân vụ. Ví dụ trái đất này còn tháng nữa hư đi, để ông bắt đầu điều cao kìa, trái đất kìa quay gần dòng dầu đó, lúc nó rã thì không thì làm hết. Có phi thuyền, có cái gì đó thì bay vô. Mà nên nhớ rằng 1.000 người đi qua chỉ còn một người sống là sao? Nó thay đổi nhiệt độ là một người tim mạch chịu không nổi. Chứ không phải là muốn qua đâu, không phải lượng. Mà qua bởi được, ở được cũng chưa chắc sống nổi là sao? Đang ở nhà lầu xe hơi với lạnh rồi xe chua, mẹ ở rừng không? Thì sao sống nổi không? Vì tại sao Trần Văn Tông á, ông lên núi ông ở có 50 tuổi chết, 45 tuổi ông tu, 50 tuổi chết, chịu không nổi thế giới vật lý này. Tuy là có ba mẹ đi theo hộ nhưng mà cũng không nổi. Nhưng mà cái nhiệm vụ ông phải làm, ông không thể là chạy về triều đình được, đã xuất gia rồi tôi phải làm, có nghĩa thà chết bỏ vô trong về triều đình mà rồi kêu thầy thuốc trị bệnh không, mà không có cái gì đâu. Vì thế mà nên cho ông Trần Văn Tông 45 tuổi đi tu, 50 tuổi chết, 55. Nó thêm việc quỷ lực thực lý, nếu mà ở vợ con vua làm sao chết. Có người hầu kẻ hạ ăn uống rồi đủ thứ người ta sao chết. Mình hiểu cái thế giới này. Thì giờ con hỏi,
tam giới là do quan vệ trừ thứ thiên dương càng khôn vũ trụ, ông Phật không nói. Nhưng mà cái quy luật đó ở trong thế giới không luân hồi, vô đây bị luân hồi rồi, hiểu không? Rồi thắc mắc thì có hỏi gì? Những cái anh cô hồn á, anh không muốn cho cái thần á, cái quy ước á là tánh Phật mà vô mà mượn được thân tạo được công đức rồi thì được tự do về. Nhưng mà nếu mà tạo công đức nhiều thì không sợ hai cái loại này. Chỉ có công đức nhiều rồi thần cô hồn gia đình không ai dám lại gần thì mình tự tại đi về. Vậy nếu khi mình mất thân mà công đức không đủ, mình dùng diệu thuật tu thì cô hồn và thần có biết trước được mà gây cản trở cho mình hay không? Nguyên tắc á, mình khi mình tắt thở á, mình đã biết trước 3 ngày chứ không phải không rồi. Nhưng mà thần nó nhìn thấy nó biết rồi. Cái dung lượng mà chứa trong cái trung phẩm thân của mình thì nó sẽ thấy cái hết, biết hết. Tuy nó biết nhưng mà nếu nó rờ được nó mới giúp, nó mới gạt mình được. Nó biết nhưng mà không đụng tới mình thì không rời, không được gạt được mình. Để hiểu nguyên tắc thế giới vật lý này, có nghĩa là công đức là phải đi ra, không cho xài trong thế giới này. Vì thế mà còn có công đức nhiều, muốn ở đây có ảo không được. Nguyên tắc vật lý nó đâu có chấp nhận cái phước đức dương là phước đức âm quả ở đây. Nó phải đẩy đi ra, gọi là thế giới vật lý. Không đúng, không đúng vật lý thì đi ra, đi chỗ khác chơi chứ không ở đây. Chỗ khác ở đâu, đi ra ngoài tam giới á. Do đó là mình muốn thành gì đó mình thờ. Trong sách Thiền Tông có nói đến tổ thứ 26, cha của tổ rất ghét đạo Phật, nhưng được sự chỉ dẫn của tổ và Xá Thư Đa là đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì cho lòng hiếu thảo của con. Nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con, trong 7 ngày cha con sẽ hồi đầu về Phật Pháp. Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của Ngài nên cha Ngài tự nhiên nhớ đến Ngài và đi tìm Ngài. Khi cha con gặp nhau, cha Ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi tổ bà Xá Tư Đa. Cha Ngài bỏ ra số vàng lớn để xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Tại sao tổ này có thể làm được việc này? Nếu bây giờ con cũng kính nguyện chân thành như vị tổ thứ 26 này cho cha mẹ con, thì có thể có kết quả như cha của tổ được hay không? Được rồi. Nói đúng ra mình kính nguyện này là mình tạo phước đức. Cái phước đức mà nó cao rồi đó, cái mà ông cha mà ông chửi với tổ là nó là âm, cái phước đức nó làm cho xóa đi cái âm lực thì ông già mới tỉnh ngộ lại. Nếu mà bây giờ muốn làm theo vậy thì cũng được, mà mình có khả năng làm không? Ta một vị tổ thì tất cả những vị tổ đi theo Thiền Tông thì hoàn toàn thần kim cang giúp đỡ hết, chứ không phải ông Phật đâu. Mà trước khi ông Phật là chỉ bên Phật giới á, nhìn thấy là nhờ thần kim cang trong cái trái đất này, thần duy nhất chỉ có cái thần phước thiện và thần kim cang mới giúp cái Thiền Tông này thôi, còn tất cả các thần kia nó không đồng ý. Giống như ở thế gian này cũng con người, mà con người làm từ thiện người ta mới giúp người, còn con người chiêu môn bút lộn thì làm sao giúp cái ông này được. Thần nó cũng làm ở trong cái dạng này, nếu mình có khả năng thì làm. Nhưng mà ba mẹ mình đâu có cái chuyện có chửi ông Phật đâu, có không? Nếu có chửi thì nên làm vậy, cũng có chửi thôi thì dụ ổng bả kiếm công đức trở về. Rồi coi tiếp đi. Từ khi biết đến Thiền Tông, con có hiện tượng là trí nhớ của con thường hay nhớ, thường không còn nhớ nhiều và được nhớ nhiều như trước. Hiện tượng là rất mau quên. Con biết là do, có phải là do con không thọ vào nên nó như vậy hay không? Đúng rồi, thì mình không thọ nó không vô.
hồi xưa mình ham nhớ, nhớ được cái thế giới vật lý này. Bây giờ không ham nữa thì thôi, tự động nó không tới gì nữa. Cái đó là thế giới này gọi là căn bản thế giới vật lý. Muốn cái gì được cái này, thích cái gì có cái này. Với điều kiện mình phải có phước mới thu được, còn nếu không có phước không thu được đâu. Giống như mình ở thế giới này mình giàu có, muốn gì được ngay. Muốn có xe thì có xe, muốn nhà nhà, còn nghèo được ham thì có muốn. Do cái phước của mỗi người chứ, ai cũng ham được thì chắc đâu có ai nghèo à. Vì do cái nhân quả của mình âm thì nó kéo mình xuống thành đất. Làm cái gì nó cũng dở, hư dở. Còn nếu mà dương thì cái gì nó cũng cao lắm. Ở thế giới này, thế giới vật lý âm dương thì phải hiểu căn bản này. Giờ tôi hỏi tiếp. Trước khi mất thân tứ đại, thường nhìn thấy các loài cô hồn đến rước mình báo hiệu là mình sẽ chết vào loài cô hồn. Vậy cô hồn là có hình dạng như thế nào để mình nhận biết được đó là cô hồn? Giống như hình mình, nó đen thùi vậy. Hoặc là nó trắng, tùy theo cái nghiệp cô hồn. Cô hồn mà nó quậy nó đen, còn cô hồn mà nó sáng á, nó cô hồn nó cũng có đẳng cấp chứ không phải là cô hồn nào giống cô hồn nào. Cái mà hiện hình biến tướng màu sáng á, là cái đó là không, cô hồn không nhập vào dòng cô hồn nha. Và kiếp cô hồn độc lập, nên nhớ cô hồn nó có nhiều cái đẳng cấp. Cô hồn mà gọi là cô hồn chúa thế giới thì nó khác. Cô hồn chúa đó thì nó xưng này xưng kia để lại này lẫn kia, rồi cô hồn dùng, cô hồn quốc gia, rồi cô hồn thừa hành, nó cũng giống như thế giới mình vậy nè. Thế giới mình là sanh làm vua để cai trị quốc gia và đồng thời lập ra luật pháp, rồi người dùng, rồi người địa phương, rồi người thừa hành. Cô hồn nó có nhiều cái đẳng cấp như vậy, tùy theo. Không có cái thần thừa hành, cô hồn thừa hành thì nó màu đen. Còn thừa thần mà gọi là cao á, nó màu trắng à, càng cao càng trắng. Tại cái thế giới cô hồn nó phân loại như vậy. Rồi tôi hỏi tiếp à, vị thần theo quản lý nghiệp của mỗi con người, theo người đó như hình với bóng. Vậy vị thần đó quản lý mình bằng cách nào, và có đặc điểm nào để nhận ra được là vị thần đó đang quản lý mình? Mình tối ổng sáng, mình làm sao mình nhìn thấy ổng được. Bây giờ thần nó giống như là chuyên viên của cái vi tính ở đây nè. Nó nhìn thấy trong tài khoản còn bao nhiêu đâu mình biết hết cái gì con vậy đó. Bởi vì trong cái trung tâm thân của con chứa khi mất chứa cái gì trong họ cũng biết hết. Nên nhớ rằng ta quản lý mà nó quý, ta phải có cái sức đó, có cái tài đó. Giống như con quản lý một xí nghiệp á, con nhìn thấy ông nào làm gì là con biết hết đó. Là cái tài của người ta nó vậy. Thì bây giờ không có khác gì, nó giống như là con có trong xe, con có chiếc xe hơi mà con đổ xăng cái gì nó đầy thì nó chỉ kim cái xác lên. Còn nó ấy thì lực kiểm xuống thì ông thành quản lý cũng vậy, coi mức nào độ nào thì ông biết, ông thực thi nhân quả liền. Nó phải hiểu này, thần quản lý có nhiệm vụ thực thi nhân quả theo nhân quả của mình tạo ra, chứ ông không làm hơn nữa nè. Giống như con người ở trong tòa án bước ra kêu mấy năm tù, cảnh sát dẫn đi đi thọ mấy năm, dấu bảy gà ông đừng có xin nó. Nó chỉ là thần thừa hành thì thần thừa hành nghiệp của mình thì cái đó. Rồi con hỏi tiếp. Vậy nếu con hành động bất ngờ đột ngột làm theo một cái hướng khác so với suy nghĩ ban đầu của con thì con có đánh lừa hay không? Tức là con cái hành động của con đột ngột bất ngờ là làm theo một cái hướng khác so với suy nghĩ ban đầu, vậy con có đánh lừa được ông thần hay không? Làm sao đánh lừa là thật thi nhân quả, ta coi trong đó là con có khả năng đánh lừa đâu. Đã người ta nắm con rồi, con có nói gì nói là nắm thực thi nhân quả là đúng rồi, đừng có đánh lừa. Đánh lừa duy nhất con có công đức tôi la lên một tiếng ở quảng hồ tự tả con ra. Mà đây nên nhớ là tất cả cái này chỉ một thi hành một lần thôi. Giống như người nào đó
chứ không con lừa người ta được một lần chứ không lừa người ta lần thứ hai. Nên nhớ một điều, bởi vì ai sử dụng nhất từ thiền rồi thì đừng có mong lừa một thằng nữa, hỏi chịu à, đã cái chiêu của mình ra ổng biết ổng nắm rồi. Nên nhớ phải biểu hiện tắt thế giới này nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Con chia sẻ pháp môn thiền tâm học trên mạng xã hội dựa theo sách của thầy, nhưng có đôi khi con bị vô tình sai lỗi chính tả về nội dung. Vậy con có bị dính mắc, có bị ác đức gì hay không? Cái lỗi chính tả không nói mà lỗi về cái nội dung, con sai dịch sai, cũng như tiếng Việt mà dịch ra tiếng Anh, thấy không? Nếu con lỗi về chính tả không sao, mà con lỗi về nội dung chắc chắn con bị. Người ta hiểu sai gì, ta hiểu sai. Thành ra tại sao có nhiều người mà tu thiền tông rất lâu nhưng mà cái chuẩn mực không nắm được là do cái người diễn đạt lại nó không có đúng. Nó thì cái đó thì mình vô tình lỗi thì nó cũng nhẹ chứ không có nặng đâu. Nhưng mà nhẹ nhiều lần nó cũng thành là nặng. Rồi câu hỏi. Trong câu chuyện một vị quan nhớ lại đời trước của mình và được Đức Phật dùng ngón tay trỏ ấn vào thiên nhãn của ông, và đúng 30 ngày sau tự nhiên ông quan biết tất cả những gì mà đời trước của ông đã làm. Tại sao Đức Phật có thể làm được điều này? Có phải đây chỉ là câu chuyện để thành thánh hóa Đức Phật và để dạy cho người đời để về luật nhân quả bất di bất dịch hay không ạ? Mình phải hiểu một vị Phật gọi là toàn năng, toàn giác, làm được tất cả, biết được tất cả. Thì đây cũng là một cái câu chuyện ông cảnh cáo cho tất cả những người thế gian này. Nhân quả nó là vậy, đừng có mong mà nhớ lại đời trước. Nhớ lại đời trước chịu không nổi đâu. Bây giờ nói thẳng ra bây giờ, ví dụ cái ông nói hồi xưa có 100 căn nhà, giờ ông bị cái nghiệp gì đó, nhà xuống dưới ở nhà lá lên trên rừng ở, mà ông nhớ là hồi xưa tôi là chủ cái công ty nào ở Sài Gòn đó, là ông sợ sống nổi không, ông nhảy xuống núi liền chứ đừng có nói do cái nghiệp. Bởi vì cái nghiệp mang là phải chịu, không có, bởi vì Đức Phật đâu. Nếu mà ngày xưa tại sao mà có nhiều người ta đi làm quan làm này kia nọ mà và phải cho chết đi, cho quên đi, còn không quên không chịu nổi. Giờ mình là người bình thường đây này, hồi xưa mà đừng nói là mình chủ tịch xã này, bây giờ mình xuống làm lính chịu nổi không? Không chịu nổi chứ đừng có nói chi mà cao lên. Nguyên tắc phải, nó phải xóa cái thế giới này. Bởi vì thành ra cái tử là gì? Tử là chết, cái cung chết cũng là cái cung con. Muốn thành con thì phải quên hết những cái kia. Thế giới vật lý này nó phải vậy. Nếu mà trường một thế giới này mà không có quên thì ra không ai chịu sống nổi đâu. Chứ hồi xưa mình nghèo thì giờ giàu là không nói, hồi xưa giàu mà sợ xuống nghèo là coi sao đây, sao chịu nổi. Vì bắt buộc gọi là thế giới âm dương chứ không phải là thế giới dương không. Rồi câu hỏi tiếp. Hiện tại giờ hết câu hỏi, có bây giờ đặt câu hỏi trực tiếp. Thầy cho con hỏi 4 câu hỏi nha. Thứ nhất là trong đạo Phật thì có những cái số 7. Thứ nhất là Phật Thích Ca phải luân hồi ở trong tam giới này là 7 tỷ năm. Rồi khi mà Phật ra đời là phải đi 7 bước. Rồi Phật phải ngồi thiền là 49 ngày để 49 ngày. Rồi Phật phải giảng là 49 năm. Rồi khi mà người chết thì phải cúng là 49 ngày. Như vậy trong cái phim Tây Du Ký thì cái mà câu chuyện mà Tề Thiên bẻ bẻ nhân sâm bẻ nhân sâm
Từ Thiên là dùng ta cả không được mà phải dùng cái gậy vàng để vẽ được. Như vậy số 7 nó có liên quan gì đến đạo Phật Thiền Tông không Phật? Giải thích. Lọc từ câu rồi. Tức là không biết nào để hôm bữa cái anh kia làm 80 thầy à, 80 hoạt động dưới bàn á, 80 thầy cứ khổ lo đó. Và anh này anh hỏi là trong suốt cuộc đời Đức Phật á, là khi mà thành Phật cũng phải trải qua luân hồi hơn 7 tỷ năm, mà khi ra đời á, thì lại bước 7 bước. Bây giờ tôi nói vấn đề 7 tỷ năm á, thì ông nói nhưng mà không biết, nhưng mà tôi nói chưa 7 bước. Bước vào trong thế giới này phải biểu theo quy luật nhân quả luân hồi, sanh lão bệnh tử, tu hành giải thoát. Giải thoát bằng cái gì? Bằng cái hoa sen. Hiểu không? Đó. Đi vào thế giới này phải đi quy luật ra sanh lão bệnh tử tu giác ngộ giải thoát. Giải thoát bằng cái gì? Giải thoát bằng cành hoa sen, tượng trưng cho Đức Phật đi trên bãi cành sen. Rồi còn gì nữa? Suốt cuộc đời Đức Phật giảng đạo cũng cái gì thà ra Đức Phật ngồi thiền 49 ngày, và suốt cuộc đời Đức Phật giảng đạo lại là 49 năm thì những con số đó nó có ý nghĩa. Cái con số 49 nè, nó ám chỉ cho cái loài ngạ quỷ á, anh phải sống bằng cách nào trong vòng 49 ngày anh phải dịch đi, không có giờ cũng có dập chừng ở đây nè. Còn cái vấn đề mà tu cũng vậy, anh phải bắt buộc phải tu đúng con số này anh mới ngộ đạo được. Anh muốn tổ, muốn mà kêu bằng là chứng A La Hán á, thì phải là tu ngồi thiền đúng 49 ngày. Vì trong 49 ngày tứ quả thế gian nó nằm trong 49 này, tứ quả thế gian A La Hán sau cùng là anh muốn thành A La Hán phải là 49 ngày mới thành được. Giống như ở thế gian này mà cái điện tượng vô lúc quay, nó quay mấy ngàn tua, đúng mấy ngàn vòng nó mới phát ra điện được. Còn cái gì nữa? Còn 49 gì nữa? Cũng 49 ngày. Thì người chết á, thì cũng là 49 ngày. 49 ngày là ta áp dụng cho loài ngạ quỷ, không ở qua được, không ở 50 ngày được. Tôi cho anh lang thang nó tìm đi, muốn vô dòng tộc, nãy tôi nói là muốn vô dòng tộc thì phải tự làm ăn, tự có tiền mà. Còn lời tao hồn không có làm gì, cũng có ăn muốn chọn cái nào, một trong hai con đường này. Nó mới có ra số 49 là vậy chi. Trong vòng đó phải suy nghĩ. Có nhiều người nói, thôi tôi vô tôi làm liền, tôi vô đồng thai tiếp. Có nhiều người nó không được, mới vô trong khổ quá. Hỏi chứ là, ta cho biết luôn á. Bây giờ vô á, thì cuộc đời anh nó vậy nè, nghe không? Anh có ba cái nhà, bốn chiếc xe gì đó, cho tôi biết. Còn anh, có nhiều người đó không có cái chiếc nào, cũng vô đi. Nhưng mà không kiểm vô đi ra làm con hồn sướng hơn. Nhưng mà muốn như gì phải suy nghĩ trong 49 ngày, áp dụng cho loài ngạ quỷ thôi. Sáu nẻo luân hồi, loại cõi trời dương, vừa mất buông ra liền. Thần quản lý tánh Phật, thần quản lý trung quản thân, nắm quăng mình lên cái nơi nào mà mình thọ. Ở trái đất này cũng vậy, chỉ có cái loại cô hồn mới được quyền 49 ngày còn địa ngục. Khi mình tạo rồi mình không thấy đường, rồi ông đá mình ấy, đá nó rớt tới tận cái mấy kệ mình. Bởi vì cái do cái lực âm của mình không? Bắt buộc trả liền. Có duy nhất cái loài mà chậm nhất là cái loài thực vật đó. Nó được quyền nha. Bởi vì tại sao mấy cái người mà bị quả nhiều họ không chịu chết? Họ biết thôi, họ chịu chết.
có sợ không? Sợ thì số muộn mày cũng vô, đừng có sợ, bắt đầu tại bề tạo. Thành ra phải đợi, thành ra tao không chịu chết, phải đợi trên là mùi quả mới đẩy vô. Đó chỉ là tất cả đều súc sanh nè, địa ngục nè, thực vật bắt buộc thi hành nhân quả liền. Chỉ có con cái loại cao quỷ được ưu tiên 49 ngàn tùy theo tròn. Còn lên các quả trời trên thì thôi khỏi nói, lên vừa nó giống cái bông bóng mà vừa thả ra cho là bay liền, nó vậy nó không ở đây được. Đó, thầy hiểu người ta thế giới vật lý này gọi là âm dương, âm ở đây mà âm mà phước âm nó nằm cái cao mặt đất á. Vì thế mấy người giàu á, phước âm ở nhà lầu không, mà chứ không có cha nào giàu mà nằm đất đâu. Mình nghèo mới nằm đất, ăn chay nằm đất, phải không? Mấy cha giàu không khi nào ngồi nằm cái đất nào tin nhà lầu không đó. Mình phải hiểu cái thế giới này là nó vậy, nó phân định rõ ràng. Tại mình không học cái thiền tông, mình không hiểu cái phân định của nó. Chứ khi mà vô thiền tông rồi, phân định rất dễ. Nhìn thấy giống như mình đi học một kỹ sư quá chắc vậy, nhìn thấy cái màu nào là cái gì là ta biết. Thế anh, thành ra thiền tông nó giải thích được cái này. Nhưng mà tại sao thiền tông mới cho hỏi tự do nha? Nếu mà tất cả người khác tu hoàn toàn không dám cho hỏi, không cho, không dám cho hỏi, tại sao? Hỏi người ta trả lời không được. Để tôi nói chuyện, tôi không nói đâu. Thì con ngồng đó, ông nói là trái đất này á là kêu bằng tam giáo đồng quy, tam ba cái đạo đồng một người. Tôi hỏi cái người đó là ai? Nó Ngọc Hoàng, tôi thấy mặt ổng không? Rồi tại sao cái ông ở trên Tây Ninh, ông thờ tới bốn đạo mà là tam giáo đồng quy được? Phật, trời, Phật, tiên, thánh, thần, bốn, làm sao mà tam giáo đồng quy? Ông quý lần, tôi đi hỏi ông mấy bữa nay tôi kẹt ghé tội, ông quý lần, dí ông chạy liền. Bây giờ nguyên tắc, khi mà hiểu thiền tông rồi, bất cứ anh hiểu rồi đó, cho người ta hỏi tự do, không cách nào phá được cái này. Thành ra chùa Tân Diệu mới dám cho hỏi tự do, chứ chưa chắc có ông thầy nào dám ngồi cho hỏi tự do kiểu này. Tại ta không hiểu nguyên tắc, nói đúng ra không có giáo lý. Đạo Phật mười năm nắm được giáo lý của Đạo Phật rồi thì cho hỏi. Còn nếu không có thì mẫu đồng nói được nơi đường. Bây giờ tại sao 10 ông đi giảng đạo, 10 ông nói 10 kiểu, chứ không có năm cái căn bản giáo lý. Giống như mình đi học mà mình thuộc cửu chương đi, tôi cho đang muốn hỏi cửu chương gì trả lời cửu chương đấy, mà mình không hỏi không biết thì nó bắt đầu mò mà nói chắc bánh. Thành ra phải chú ý này. Thiền tông là cái thần gọi là chủ đại tất cả những lời của Đức Phật dạy, từ nhân quả cho đến luân hồi, cho đến giải thoát ra, mình phải hiểu cái công thức của nó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Quỳnh có hỏi thêm gì? Tôi có hỏi câu thứ hai. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có nói với Lục Tổ Huệ Năng cái bốn câu kệ đó là hữu tình hữu tình lai hạ chủng, nhân quả đất liền sanh, vô tình vốn vô chủng, vô chủng tức vô sanh. Vậy xin thầy giải thích câu này giúp. Cái đạo Phật Thiền Tông này nè, giống như bất cứ ổng bỗng dạy là người nào mà có tánh, biết cái tánh Phật mới dạy cho người ta, ta mới hiểu. Còn không biết tánh Phật thì thôi rồi, đưa nó chửi là được ấy. Vì thế mà hữu tình lai hạ chủng, có nghĩa là cái người đó mà có hiểu tánh Phật, mình gieo cái tánh cho người ta biết. Còn nếu mà ta không hiểu tánh Phật, đưa vô giờ có đi đưa vô 1000 rồi cái lời dạy của ta cũng, ta cũng không chấp nhận đâu. Hữu tình lai hạ chủng thì có nghĩa là thấy em bị hiểu này, muốn giải thoát người ta chỉ cho và thanh tịnh. Còn nếu người ta không muốn đừng dạy. Vì thế mà Thiền Tông mới nói nè, tất cả độ người đừng có ép chỗ này. Nếu mình ép nó phản được, tôi nói thiệt đó. Thí dụ một cái ông đó bây giờ ông làm ông thầy bùa đi, mà ông có cái bùa thiên linh cái đi, anh đem cái này ép đi, trong bảo đảm anh đi ra ngoài không sống nổi đâu, có lực nó chịu
nó chỉ có cái bùa thiên linh cái nó phá được cái này này, nó phá được cái thiện tâm này, thì nó là loại rồi, nó không cái bằng dứt bảy cô hồn luôn, nó đẳng cấp rồi, cao hơn, bởi nó luyện mà luyện từ cái quan hồn của một đứa trẻ, mà đứa trẻ mà khi mất ra rồi biết đứa trẻ đời trước đó là cái gì luôn. Vì thế mà bởi vì có nhiều người mà giúp mấy cái ông thầy bùa đó làm ơn mấy thầy bùa thì ngãi né ông đi, đừng có đưa cho ổng, ổng là chơi bùa ngãi rồi nếu mà rủi mà có chứ lấy cái là mình thua thì hả, chỗ đó nó phá mình mà chịu không nổi đâu, thần Diêu Ca cũng không giúp nổi đâu. Đó, tại đâu cái do cái nhân quả thế giới đó người ta phải chịu cái quy luật này, thấy không, chứ đừng có tưởng. Thành ra lục tổ mà nói là khi nào ta có hiểu về muốn giải thoát mà giúp người ta còn không muốn giải thoát đâu, ông dạy càng dài ông gần còn chết á, biểu được cái gieo chừng nào mà cái đất mà nó tốt á, gieo cái hạt bồ đề nó mới lên được cái cây, còn nếu đất xấu thì thôi gieo là nó chết luôn, cái hồn nó chết luôn. Rồi hỏi thêm đi, mình hỏi thêm con, vì đã đặt thêm câu hỏi. Dạ con hỏi câu hỏi liên quan về Phật á thầy, tức là sau khi Thích Ca Văn mà thành đạo á, thì từ điểm đó giờ ngoài 36 vị tổ thiền tông á thầy, thì có cái tài liệu nào mà nói về những cái vị mà có thể gọi là chứng quả đắc quả gì không thầy? Có vị nào khác không thầy? Bây giờ nói đây là ngoài Thích Ca Văn thành Phật ra và 36 vị tổ, thì trong cái thời gian đó cho đến nay thì có những vị nào chứng quả hay đắc quả gì? Cứ 10.000 năm khi trái đất bị hủy diệt, 7.000 năm sau nó sẽ trở lại thành đồ đồng, là một vị Phật ra đời trước đồ đồng để ra giảng pháp này. Nhưng mà trước thời kỳ đồ đồng thì tất cả các đạo nè, đạo thần, đạo thánh nè, đạo tiên ra đời trước. Vì thế mà cái đạo Phật ra đời để nó chuẩn lại bốn cái đạo kia, thạch trời thần tiên nha. Khi nào mà một vị Phật về Phật giới thì đạo Phật sẽ giao lại cho ông thần quản lý, mà ông thần quản lý qua không nổi thì mấy ông kia chạm vô, để ông làm gì ông làm. 2.000+ năm sau đời Mạt Thiện Pháp Ông Thích Ca mới đưa cái dòng tiền này lại để chuẩn lại, có nghĩa là đạo Phật chính thức giải thoát dạy không quá 100 năm. Nên nhớ rằng có nghĩa là bây giờ mới có 1 năm mấy đó mà không quá cái này. Mà cái này là cái thời gian này là do sao? Do còn người muốn còn sống thì còn, muốn chết là do con người. Con người nó có cái nhiệm vụ là tạo nhân quả để đi luân hồi. Thứ hai, làm cho trái đất này tốt đẹp hơn. Ba, đập trái đất cho bể. Rồi, con người có ba cái nhiệm vụ đó đó. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Còn tất cả những vị sau là hoàn toàn là lính của ông Phật hết, chứ không có ông nào mà không có thành Phật lần thứ hai đâu. Bây giờ sau ông Thích Ca thì không hoàn toàn chỉ là tổ rồi vật thừa nhiệm vụ dẫn mạch cuồng tiền đi thôi, rồi để công bố ra. Còn những người nào trong thời gian xưng này xưng kia đó, nó thuộc về thánh hết đó. Biết thánh nào biết là thánh đó, thành thánh đó. Tôi không nói thánh nào, vậy mốt từ nào giáo lý nói là tôi cắt nghĩa thánh cho nghe. Dạ anh hỏi thêm. Dạ con hỏi luôn, là con hỏi lớn luôn, là cứ hỏi tự do. Dạ nếu như vậy thì trong cái giáo lý của Phật á, Phật có nói một câu là ta là Phật đã hành, còn các ngươi là Phật sẽ hành. Như vậy từ nào mình mới thành Phật được thầy? Chừng nào thành Phật tưởng vậy về bến thoát ra quy luật này, về bến thành Phật. Dạ, nhà làm sao trả lời được? Có nghĩa là ở đây đừng xưng thành Phật vậy rồi đó.
thế giới vật lý này là thế giới nhân quả, đừng có thành cái gì trong đây. Nếu thành là thành A-la-hán, dịch ra tiếng Việt là người bất động. Con người đang hoạt động không chịu hoạt động, con người không hoạt động là bất động, là A-la-hán. Còn hoạt là trái đất này, một là anh làm thần, hai là anh làm người giàu sang. Còn anh không có hai cái này á, thì anh phải đi lên cái dùng hai, cái bầu hòa đạo hai là trời dục giới á. Trong đó nó có trời Thích Tiêu Dương và trời Thượng Đế. Còn cái bầu hoàng đạo ba đó thì nó có nước ngũ, cõi trời ngũ sắc và nước cực lạc. Còn dòng mạng đó bốn đó là cõi trời vô sắc. Muốn ở đây này, ở trong này là gọi là âm, nó hút mà. Còn bên kia nó thuộc về dương. Còn mình muốn chừng nào thành Phật thì chừng nào mình dễ bởi mình thành. Còn ngồi ở đây đừng có xưng nó tôi là thật, đời sợ gì tôi nói là thánh, thánh sư chân Phật sư. Tôi nói chào của thân ông Phật Thích Ca sẽ dễ á. Ông Giang Đăng họ ký ông sau này vào cái giờ Nam Duyên về Nam Duyên Bồ Đề gọi là Thích Ca Văn. Là gì, hiểu gì không? Tại sao bây giờ tôi kêu Thích Ca Môn Đi? Có nghĩa là Thích Ca Văn ông vô chữ văn là chữ dạy, anh dạy người ta thành Phật. Còn bây giờ nó đổi là Thích Ca Môn Ni, chữ Môn Ni là màu nhiệm, nó đổi là Thích Ca Linh Thiên. Giờ sao sao đây? Giờ mình cũng phải chịu thế giới này, thế giới người ta thích Linh Thiên mà giờ mình hiểu một viết chữ nó không chịu. À, thành đây khi Thích Ca về Phật giới thì tất cả đệ tử ổng gọi là Thích Ca Môn Ni, chứ không còn Thích Ca Văn nữa. Văn này dạy bằng chữ viết, mà bằng viết xong rồi bây giờ đệ tử ổng nói ổng không biết, ổng biết chữ luôn. Ông chữ Thích Ca biết chữ luôn rồi sao nè. Vì thế mà mình viết ra thì thằng ta chửi là đúng rồi. Cái này thế giới này, thế giới này nó là quy tắc của nó, không ai thoát được đâu. Rồi cứ thoải mái hỏi. À, anh coi thêm nha. Mời đi kế tiếp ạ. Thưa thầy, em xin hỏi một câu ạ. Khi một người mà đã tu theo thiền tông, đạt được bí mật thiền tông, đủ công đức để trở về Phật giới, nếu như khi đi vào trong cái bắt đầu, tức là khi chết đi đấy, thì chung tâm thân của mình sẽ mang trong cái khối công đức tánh Phật và cái khối nghiệp. Thế thì nếu khi mà cái người này mà đi theo Hoa Tiêu đúng thì được trở về Phật giới, nếu mà đi theo Hoa Tiêu giả thì không được trở về Phật giới nữa, thì cái khối công đức người đã tạo ra sẽ đi về đâu? Công đức mà đi theo Hoa Tiêu giả đi về đâu ấy vậy? Đi theo ổng bôi. Đi theo cái ông giả là bắt buộc ông nó phải bôi cái này mới dám vô trong tâm giới này. Phải bôi, còn không bôi cũng được. Còn nếu không bôi được thì phải đi ra ngoài cái rìa của trước khúc của trái đất á. Đợi một vị Phật đến. Khúc đó mà có công đức mà anh không ở trong này được mà không lên cõi trời được, anh phải ở ngoài đó. Thì ông Phật ngoài kia ổng nhìn thấy mà ổng muốn vô đây 365 ngày mới vô được, chứ không phải muốn nhào vô vào đâu. Đó thì nó phải đợi, phải bám theo cái dòng bầu hoàng đạo một á, sống ở đó, sống bằng trung bám thân. Nhưng mà tại sao sống ở đó được? Nguyên tắc thế giới này 24 tiếng phải ăn, bên đó không ăn được là gì? Nó không có bị sức ép của vật lý. Rồi ở đây sức ép vật lý mình mới đói nha. Cái bầu tử mình làm việc mình mới đói, bầu tử mình đứng rồi thì làm sao nó đói? Thành ra cái những trung ẩm thân mà nó bao, nó đi ra ngoài cái sức hút rồi thì nó không có đói. Ở thế giới này gọi là thói quen ăn uống vẫn còn ý nguyên. Tuy là không có ăn nhưng mà nó quen tới giờ nó đói nè. Nha, thầy đã hửi, nó ngửi bằng cái mùi để nó hết đói. Còn nếu mà tất cả những công đức ở đây mà nếu không về được, mà không ai rước về bắt buộc, muốn vô thì ông kia ông dụ mình là ông quét cho mình một tạc cho mình lộn nước sơn đen thùi để vô đây ông xài. Đó, chứ còn nếu mà công đức không, mấy ông này chịu nổi, thế giới vật lý này không chịu nổi cái công đức. Rồi cứ hỏi tiếp. Thưa thầy, hỏi tiếp là thế này.
Bởi vì cái khi mà cái người mà đã đạt được bí mật thiền tông rồi là nó có tạo được công đức như thế, người ta nó có một cái quyết tâm mãnh liệt để trở về Phật giới, nhưng mà không ngờ là đi theo lòng hoa tiêu, nhưng mà cũng như là đi theo lòng hoa tiêu, nhưng mà cái hoa tiêu không thể bôi đen được của cái vị này, thì đương nhiên là vị này có thể là chờ đến khi một cái vòng quay là 365 ngày thì lúc giờ mà để coi như lúc giờ cái tìm được hoa tiêu thật thì có được đẩy về Phật giới không? Tức là cái vị cũng giống như hồi nãy vậy đó, có những cái vị này tạo được công đức mà nhập và gặp do hoa tiêu mà đi nhầm, nhưng mà người này thì lại không, tức là cái ý chí nhà họ là con giữ, thành ra không có bị ông vị thần là bôi đen cái công đức của mình, và bây giờ lầm rồi, bây giờ chờ thêm một cái chồng thứ hai rồi bắt đầu mình đi theo một cái hoa tiêu mới thật để mình đi về trung tâm nhận hạnh rồi được hay không? Mình lầm đi theo là bị rồi đó, mình lầm đi theo là bị rồi đó, không? Chỉ trừ trường hợp đi theo mà làm cái hoa tiêu đi theo, thì cái hoa tiêu cái trung ẩm tân này vẫn còn sinh hoạt của thế giới vật lý được. Vì thế mà bây giờ ông hiện ra ông Thích Ca mừng gần chết đi rồi, lại là Như Lai này đi lại ăn với Như Lai rồi sao vừa chấp nhận một cái là cho bị bôi đen. Nó không phải mà ở đây mà nước sơn mà xin gì không có, trong vòng nháy mắt là nó đen thùi luôn. Còn mình ở đây muốn sơn cái nhà nó mấy ngày mới xong, hoặc là kêu có đó. Bởi vì thở dĩ mà nó gạt được mình là vì cái công đức ít nó mới gạt được, nó lại gần, nó mới dụ mình được. Cũng như anh muốn móc túi ai ra phải cái người nó sát bên anh mới móc được, chứ nước xa quá sao anh móc người ta nữa, nó dụ anh lại gần. Rồi nó muốn làm cái gì thì tùy ý nó, thấy không? Bởi vì thế này gọi là thế gian mà đừng có, không ai tránh ra nổi cái gian manh này hết. Đã chết rồi đó mà còn bị gian, nó chưa ở thế gian này, ở thế giới này. Thế giới này xin lỗi không có ai tử tế đâu. Mình phải hiểu này. Rồi nó hỏi tin. Dạ mời vị tiếp theo. Dạ cái này còn chưa có biết, cho nên câu hỏi này là tại sao mấy cái vị thánh đó, hay gọi là vị thánh đó, tại sao đi làm con tiêu giả để dẫn những cái Phật tánh này, là lý do vì sao này, hay họ được cái lợi lạc gì ở trong cái việc này? Và lý do tại sao các cái vị này lại làm cái hoa tiêu giả để dẫn trụ những cái món thân, vậy thì những cái người làm giả này ra họ có lợi lạc gì trong cái việc này? Bây giờ đó mình biết cái hoa tiêu giả này là ai, thần là hoàn toàn nghiêm túc thực thi, khi đã giàu thì tánh Phật giàu mượn thân cho người. Thần chủ dùng có nói thế này nè, khi tánh Phật mà mượn xong tạo công đức nhiều thì tự động rời thế giới này, khỏi cần từ giả tôi. Là sao? Ông sợ ông này lợi ông này chạy rồi sao? Thì nó nhục bổng, ông không dám, mới sai ông thần quản lý tánh Phật. Bằng ngưỡng quản lý tánh Phật nó sáng quá, ông cũng sợ, ông nói thôi bây giờ ông về đi, ông đi đi. Vì một vị Phật chẳng như vậy, nhưng mà không thoát được cái anh thánh này, cái anh cô hồn này. Anh này anh vũ lại đi theo phai ổng với ai đó. Vô là vô theo ổng đó, nó cho biết chuyện mà ổng dám nói. Vô đó là công đức phước đức mất luôn, phải vô làm giống như anh mà đi vô trong cái ban giang hồ rồi anh thì có mong chạy ra. Vô rồi thì đừng có mong nha, chết là chết cái chỗ này. Giống như bây giờ nó xin lỗi anh vô ban giang hồ anh không dám ra nó khai ra rồi bị bắt liền. Tất nhiên là cái thế giới mà dụ mình được là thế giới của hồn, mà gọi là thế giới loài ngạ quỷ. Vô ngạ quỷ nó có cái đẳng cấp tùy theo cái đẳng cấp mà nó cao, nó dụ anh khó chạy lên. Thí dụ lính thì anh còn chạy được chứ xin lỗi mà nó cỡ trung cấp rồi dụ mình một cái là anh khó thoát ra lắm. Thành ra Phật dặn rất kỹ chỗ này, kỹ cho được cái hoa tiêu phải cho kỹ lưỡng,
không sợ, không phải không sợ mình nhào vô cái đám này lừa ra không được, mà đi vô cái đám này mà không được thì đừng có mong gặp ông thần thứ hai ra đời. Vô lời ngạo quỷ mà đâu có phải cái thời gian rồi nó có hạn định đâu, lên trời 100.000 năm còn có thời gian, vô rồi đó không có thời gian nó, chứ không phải dễ đâu. Giờ hỏi tiếp đi. Anh có đặt thêm câu hỏi. Dạ, con hỏi cái này một tí là tại vì trong cái con nghe nhiều lần thầy nói á, là những cái gì mà thầy đang công bố thì nó chiếm là 60% của cái huyền ký của Đức Phật với lại cái giáo lý. Thì như vậy cái 40% còn lại thì những cái cơ duyên nào thì một người sẽ được nhận những cái đó? Dạ, xin thầy giải đáp. Là hiện tại bây giờ là quyền ký được công bố ra rồi á, thì 60% thì còn lại 40% tuyệt mật đó, thì cái người cái đủ cơ duyên như thế nào thì nhận được cái 40% đó? Cái này là do cái phước toàn nhân loại, cho mấy nhỏ không phải một người nữa. Ông Phật có nói cái câu sau cùng của cái giáo lý thế này nè: khi mà quyền ký được công bố ra, nếu mà người ta chấp nhận cho thì nên phổ biến, còn không dẹp lại giao ai dẹp ra, đã lại ông dẹp ra không lại gì làm. Có nghĩa ông Phật sau đó, ông Phật sau làm được ông Phật sau nữa, ông Thích Ca vô đây là 8.000 ông Phật ra đời, chứ không phải là giống lý chưa một lần được công bố. Nói thật vậy chứ không phải là giáo pháp giáo lý đạo Phật thường tông chưa một lần được công bố mấy ngàn năm nay. Nó chưa biết thì ông mới dặn nè: nếu bây giờ không được đợi qua dịch ra, đợi qua dịch ra không được làm ông gì nữa thì kệ ông. Có nghĩa là một vị Phật vào đây giúp được bao nhiêu người về thôi. Bởi vì thế giới này thế giới nhân quả của người ta, mình không để được chừng nào người ta đồng ý. Bởi vì cái thế giới này do thần quản lý và con người quản lý, không có thể thoát ra được cái quy luật này. Chừng nào thần con người cho, thần cho, còn con người không cho, thần không cho, rồi giao thế hệ sau. Thì bây giờ mình hiểu được 60% cũng tốt rồi. 60% trong đó có cái quy luật nhân quả luân hồi và không thức trở về Phật giới, đó là 60% rất quý. Còn 40% nếu mà nói ra thì nó xóa hết, khó lắm. Bây giờ sao? Chỉ cái đó là cho con người, nếu chịu đi vậy cho phổ biến là tôi phổ biến, con bố liền. Không có thôi, tôi đầy dẹp chứ không dám nói đâu. Còn muốn nói ít ra tôi phải chung xuống mộ, tôi đưa tay rồi tôi đưa lấy ra đây phổ biến. Chứ đâu có dám ra ngồi ra nói chuyện. Mình nói này nó bằng luật pháp, luật pháp cho phép mới nói, không cho phép không nói. Mình hiểu nguyên tắc ra. Rồi hỏi tiếp, anh hỏi rất hay, cứ hỏi tiếp. Dạ, con xin phép hỏi câu dễ nhất. Dạ, rồi trước thì khi con nghe trên những cái băng đĩa, nghe băng nhạc, cái băng của YouTube á, trên YouTube á thì con thấy là các cái YouTube con thấy là Thiền Gia Chánh Đại Phong là người trưởng ban dễ đáp, rồi sau đó là tới thầy Nguyễn Nhân dễ đáp. Đó, thì con xin hỏi là thầy nói là thầy trong thời gian ngắn nữa thầy sẽ không có tiếp tục giải đáp á, thì con xin hỏi là sau đó thì các cái huynh đệ ở đây sinh hoạt thì sẽ do một cái huynh nào hay là do một cái vị thầy nào để giải đáp những thắc mắc của con sau này á thầy? Đầu tiên á của Thiền Tông á thì do thầy Chánh Vệ Phong giải đáp, kế tiếp là do thầy Nguyễn Nhân. Vậy thì khi mà thầy Nguyễn Nhân không còn giải đáp nữa thì cái vị nào đứng ra kế tiếp để tiếp nối cái dòng chuyện? Chừng nào cái này lặn cái kia nổi lên. Chừng biết giờ sao thấy tôi lặn là có người khác nổi lên thì người đó nói cho biết giờ em muốn làm đó không, treo vào đi nổi lên ráng học cho hết đi, vô đây ngồi đây. Có nghĩa là em giờ trong ban quản trị là 31 người, mà tôi chưa thấy người nào nổi lên nó chìm không phải. Từ giờ em vô đi, 32 người vô đây nổi lên tiếp tục đâu ra. Cái này thế giới này giống như là không mở thì chợ cũng đông. Ví dụ có
không có người này có người khác. Nếu có mình ông này làm lãnh đạo hết rồi thấy ông khác chứ. Nhưng mà trước khi mình đâu làm sao biết khi nào vị trước mất thì tự nhiên nó có nổi không. Ông thứ hai thì bây giờ khi nào tôi còn ngồi đây thì nó không dám nhưng mà nổi lên tự nhiên nó nổi lên thiếu gì được chọn rồi hỏi tiếp. Sẵn con xin phép con hỏi thầy luôn là tại sao mà trong cái mặt nguồn huyền tông của mình đó thầy, cứ mỗi lần một vị sau khi đứng ra để mà truyền xong á thì hay có những cái nạn giống như các cái tổ của mình đó, cái nhiều tổ thì bị người ta cuốc rồi xong cái nhiều tổ bị bắt bỏ tù, thì như vậy cái công đức của họ không đủ để hóa giải những cái nghiệp đó hay là sao thầy? Hay là tại sao mà phải hồi những nghiệp đó? Là cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ con thấy là nghe nói thôi, tức là người nào mà sau khi mà công bố hay là giải đáp này xong thì thường là giống như là dùng cái từ là quy ẩn luôn, dùng từ là quy ẩn là không có xuất hiện nữa, là tránh cái gì thầy? Cái việc này con nghĩ nó là tuy là nó không có đúng với cái luồng chung của xã hội, nhưng mà con nghĩ cái việc này nó cũng là nằm trong cái tự do tín ngưỡng của mình thôi. Thì tại sao các vị trước, ví dụ như là các vị thầy trước á, sau khi công bố này ra là con thấy mất tiêu, con không thấy đâu nữa hết. Lý do tại sao cái pháp môn này á, giống như một vị tổ trước truyền cho một vị tổ sau, khi lưu truyền thì thường cái vị tổ đó thường có cái độc nạn, như tổ Bồ Đề thì lại bị người ta thúc chết, rồi tổ Huệ Khả thì lại bị bắt bỏ tù rồi cho đến chết. Và nếu như vậy thì vậy thì cái công đức á là không đủ khả năng để hóa giải cái nghiệp này hay sao? Cái công đức không xài trong cái chuyện này được, đây là nhiệm vụ, đây là gọi là thế giới vật lý âm dương, cấm không cho đâu, kể Đức Phật không dám nói cái gì luôn. Vì thế mà nói thật, ông tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là gì muốn thí nghiệm, Phật nói không nghe, nói tôi nói thì có ai giết tôi không, nó đâu có dám giết, nếu Phật đâu nó giết dần dần cũng chết. Có nghĩa là dòng thiền tông này có ba người, ông Hầm Tám, ông Hầm Chín, ông ba nhận chuyện chạy trốn, bà Thảo nhận được không dám hé môi. Tại sao tôi bây giờ tôi dám nói, ông Tránh Quyền không dám nói, mà hồi đó là tập trung ở đây nói cái gì nghĩ âm lợi đi về không nói. Tại sao bây giờ tôi dám nói biết không? Không phải, tôi nói có lý do. Có nghĩa là luật tín ngưỡng này dự thảo hồi năm 2004, cho biết, mà tới 1/1/2018 mới xuất hiện, mới có hiệu lực. Mà kèm theo cái luật gọi là cho tự do tín ngưỡng là kèm cái bộ luật hình sự 2016. Tôi nương thế này tôi mới nói, không có cái này xin lỗi nó cắt cổ tôi nào ngay. Vì thế giới vật lý mà đâu có thể được cái này. Tôi nói đây là do được hiến pháp bảo vệ, chứ tôi nói mà không có hiến pháp bảo vệ xin lỗi còn lâu mà. Mấy ông vua còn chết, ông Trần Nhân Tông còn không dám nói. Hỏi rồi sao Đức Vua không ở thành Thăng Long nói cho mình, là nói này ta giết ông ta sẽ núi. Ta nói rồi, không dạy ai nữa, không dạy mấy khỉ ra, ai khỉ không có biết gì đâu. Thì ông viết sách ra, ông lưu lại cho thấy là một thế này, mà đã biết rồi còn không dám nói, mà chờ đợi luật tín ngưỡng ra đời mới được quyền nói công bố thì ra. Chứ đâu phải muốn nói, tôi nói này là nó có cái lý do. Không có hai cái luật này xin lỗi, 10 cái đầu tôi cũng đi, chứ đừng nói đề thiên có 5 cái đầu, 10 cái đầu cũng mất luôn. Tại thế giới này là thế giới nhân quả vật lý, không có thể động phổ biến này được. Suy nghĩ đi, giờ suy nghĩ nè, các chùa ra để làm gì? Có ai dạy không? Đầu Phật đời vậy không? Có ai dạy không?
thế bên ta, người ta cất chùa để người ta cúng, người ta kiếm tiền mà mình chơi kiểu này là ai cúng? Người ta giết mày là chuyện của thế giới này, còn thế giới này gọi là mạnh được yếu thua. Sở dĩ tôi nói được này là luật pháp bảo vệ tôi, không có luật pháp bảo vệ tôi thì chắc tôi ngủ lâu rồi. Tôi ngủ bữa 14 tệ tháng 5 năm rồi. Cái đó là thế giới vật lý, mình phải biết nhưng phải lượng. Ông Phật có chỉ cách luôn. Có nghĩa là công bố quyền ký sao? Đúng một năm sau con phải ngưng lại. Có người tấm bồng ở đó cho biết. Nó trước luôn, rồi ông chỉ cách luôn, nó chỉ cách đi từ từ luôn. Giờ tôi ngồi đây xin lỗi tôi nói. Tôi biết trước ngày nào sao sao tôi biết nhiều lần. Tôi biết dừng đúng lúc. Cấm tôi dừng liền. Chứ tôi không bướng nữa đâu. Còn tại giờ tôi có nhiệm vụ tôi nói cho hết thôi. Tôi nói còn trong luật pháp. Giờ nào luật pháp nó không cho tôi nói, tôi sẽ ngừng lại liền. Cái này anh hỏi để rất đúng về thế giới vật lý này. Thế giới này gọi là mạnh được yếu thua. Thế giới này là gọi là thế giới nhân quả. Giờ còn thấy trên cái đất này không có, đừng có nói ai, không có nói gì đâu, mạnh được yếu thua. Nước Việt Nam mình hồi thời Trần Nhân Tông ở đâu? Tới Huế thôi, tới sông Hương ngăn lại lại dệt từ đó rồi. Sau này mới lại vô đây thì phải quy tắc mạnh được yếu thua không? Thế giới này gọi là dễ thấy nhân quả, mạnh được yếu thua. À, đừng có hỏi gì, các bạn tiếp đi. Giờ tôi còn nói được, tôi nói mình muốn hết nói thôi. Dạ, anh Toàn nha. Dạ, con xin phép hỏi thầy một câu nữa là theo như thầy nói là mỗi một vị như vậy sau khi mà giống như là giác ngộ được Mạc Thiền Tông á, thì muốn tạo công đức là phải giúp cho người khác cũng đạt được cái giác ngộ như mình. Đó, thì ít nhất phải ba vị như vậy thì mình mới được trở về với bể tánh thanh tịnh. Thì như vậy các vị tổ theo con thấy là mỗi người chỉ có giúp được cho một người thôi. Thì như vậy 36 vị tổ có về được Phật giới hay không? Dạ, tại vì mỗi vị chỉ giúp được một người giác ngộ thôi. Nói đúng mà mỗi vị tổ có cái nhiệm vụ là dẫn bạch nguồn thiền. Thì ông nào muốn về ông nào muốn ấy lên nước Thiên Lạc, nước Ai Di Đà ở nữa là có chung bảy đâu, có ông dịp về có em không phải lên nước Ai Di Đà 10.000 năm sau sẽ quay trở lại làm nhiệm vụ tiếp. Người ta coi mình ở đây coi 10 năm 10.000 trăm năm nó lâu, chứ sự thật mình giống như kia chỉ có một đời thôi. Ở đây 100 năm một đời, trở đến một đời 10.000 năm. Cái điều gì đó tại sao bây giờ ông Phật đã biết trước rồi, khi nào ông ra đời bao nhiêu người giúp ông biết đấy, phụ tá ông không chứ ai đâu, không làm mà ở đâu, ở nước Cực Lạc đấy, để đợi khi một vị Phật ra đời mấy vị nó mới xuống đây để mà tiếp nối dòng Thiền Tông. Có người nào muốn về thì ta về, cái đó người ta hiểu rồi kêu bằng mà giống như cái ông Địa Tạng, địa ngục vị không bất thể thành Phật. Có nghĩa là ông thề là địa ngục không còn người mới thành Phật. Còn mấy ông này thề rằng trái đất này còn người thì còn giúp để giải thoát. Mà chừng nào trái đất này hết, ghê lắm chứ không phải đâu. À, tất cả những gì ta có cái nhiệm vụ, có nhiều vị Phật xong người ta về. Có nhiều vị Phật không về, ở đây không được, ở đây thì nó bị nguyên tắc vật lý, nó phát nhảy, trèo trên nước Cực Lạc ha. Lên để sống đúng một chu kỳ 10.000 năm trở lại làm tiếp tục. Mình thấy cũng mấy người đó, ta có nơi an trú hết chứ phải không? Rồi cứ hỏi tiếp đi. Tại con thấy ai hỏi thì phải con hỏi luôn, là trong các cõi trời thì con nhớ là có cõi trời hữu sắc thì phải, là nơi mà một ngày gì chỉ có một giờ để mình đi học cái đạo giác ngộ. Thì cái đạo Như Lai Định Thiền này, thì cho con hỏi là những người học ở cái cõi đó thì có thể từ đó mà về luôn ở cõi Phật giới hay không, hay là như con nhớ là có cái vụ mà dẫn Phật dẫn ra ao sen để họ ký á, rồi xong lại quay trở lại đây kiếm cái nơi có cái mạch nguồn Huyền Tông. Thì nếu như vậy thì con thấy có gì đó nó có một cái khoảng trống ở đầu giữa đó.
tại sao không từ cái cõi trời đó mà mình học cái đó rồi mình dùng công thức đó để mình giải thoát luôn. Dạ. Cái đất này là mình phải hiểu á, cái cõi A Di Đà mà giải thoát không được là sao? Nó không có đường, để không có đường ra, mà con đường ra là duy nhất cho con người, mà con người phải mang công đức đi, không mang công đức mới đi ra được. Lên trển đâu có ai quản lý rồi đâu, lên cõi trời hữu sắc đâu ai quản lý. Coi là cái nơi chơi tự do, giống như mình đi vô khu du lịch Đầm Sen thì không ai quản lý, muốn chơi thì chơi, mua cái bằng trọn phần mấy chục cái trò chơi chơi đã đi xuống ra về duy nhất có con cửa đi ra, trong cái định không có chủ cửa về đi đâu, trong cái thế giới của người ta làm sao đi đâu, mà muốn đi về phải mang công đức mà xuống đây ông thần họ tốt quản lý tiếp, làm tí làm sao con ra, chừng nào ông thần không dám đợi chờ mình thì mình mới ra được, mà có người dẫn đi ra. Gọi là thế giới nhân quả, giống như là cái trái đất mình là giống như cái vòng quay của cái đu quay vậy, nó nằm sát cái chỉ có cái vòng này mới đi xuống được, mới đi ra được, chứ cái vòng thứ hai biểu ra là sao, con nhảy ra nhảy dò được làm sao ra được à, thế giới này bởi vì nó là thế giới nhân quả vật lý âm dương, nó cấu trúc bởi một tam giới mà khoa học nó gọi là cấu trúc của một hệ mặt trời. Duy nhất chỉ có loài người mới có đường đi ra, đi vô cũng con tạo công đức cũng con người, mà tạo ác đức cũng con người, phước đức cũng con người, còn tất cả cõi trên là đi hưởng, các cõi dưới là đi trả đó. Mình phải chỉ con người vì thế mà tất cả những cái câu chuyện mà Đức Phật ra thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời con người làm được tất cả, duy ngã độc tôn, con cái ngã con người mới làm được hết. Lại làm gì? Muốn làm Phật tôi cũng làm được này, muốn làm Ngọc Hoàng tôi cũng làm được này, muốn làm thần tôi cũng làm được, bởi vì trong này thế giới nhân quả mà. Cái câu nói là người ta không có hiểu, có nghĩa là trên trời dưới trời, cái ngã con người là trên hết, làm được tất cả, chỉ con người tạo phước đức, tạo ác đức, tạo công đức, con người mới tạo được. Còn tiên không vào được, trời không tạo được, còn các tầng dưới còn chết nữa không tạo được, thì con mới hiểu là duy ngã độc tôn nằm ở chỗ này, con người giải quyết toàn bộ hết à. Chứ bởi vậy thì bây giờ con muốn làm Phật thì con tu thành Phật, con muốn làm Thượng Đế tu làm Thượng Đế, làm Ngọc Hoàng con làm Ngọc Hoàng, con làm được hết, muốn làm thành được hết, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi. Mời bị cái tiếp. Tôi xin lên lớp em để hỏi trước hai câu hỏi mời. Em xin hỏi thầy hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái trung tâm vận hành luân hồi đấy, là cái cửa của trung tâm vận hành luân hồi đấy, tức là cái cửa âm, tức là cửa mà hướng về phía trong tam giới đấy, thì là các cái hành tinh ngoài 6 cái hành tinh mà như địa cầu của mình được đi qua trung tâm vận hành luân hồi, còn tất cả những hành tinh khác như là vòng 1, vòng 2, vòng 3 có đi qua trung tâm vận hành luân hồi hay không? Trung tâm vận hành luân hồi nó chỉ tiếp cận có 6 cái hành tinh thôi, còn tất cả cái hành tinh hữu sắc, hành tinh dục giới vô sắc nó không đi qua được cái cửa này. Vì thế á mà cái trung tâm vận hành luân hồi mà hải chịu âm mát khi nào ảnh vô Phật giới á, thì cái mặt trời ở trung tâm nó chiếu lên nha, nó chiếu lên rồi lửa tam muội, khi nào một cái đất vừa phục vụ ngang lời ông Phật bên kia cũng nhìn biết, ông mới xô cái tánh Phật vào vô trên bề mặt của trái đất mà bên núp bên bánh mà núp bên mặt trời đó. Ví dụ bây giờ nó chiếu ở cái châu Á đi, thì bên châu Âu, châu Mỹ nó không ảnh hưởng, thì tất cả các tánh Phật muốn vào đây thì phải vào đó rồi vô liền để cho nó quay qua khỏi, để con cái tầng nội do nó bảo vệ đi, rồi bắt đầu không phải vô thế giới là người được liền đâu, mà vô đủ đi vòng. Ví dụ bây giờ mình đáp xuống nước Mỹ đi, bởi vì tốc độ của cái tánh Phật nó di chuyển bằng tốc độ
lúc tụ điện từ á, mới vòng vòng cái đất này nè, coi chỗ nào thích nhào vô, nhào vô mới xin vòng tộc mới vô làm gia đình, chứ đâu phải muốn vô thì vô. Đúng có nghĩa là bây giờ 60 ngày, 365 ngày mình chia cho 6 hành tinh, tính trung bình là như 60 đi 60 ngày. Ví dụ cái Nam Diêm Phù Đề xuống thì nhào vô đây Nam Diêm Phù Đề, mà Bắc Cô Lô Châu xuống thì nhào vô Bắc Cô Lô Châu hoặc Nam Thiện Bồ Châu gì đó ha, thì nó vô tùy theo. Có nghĩa là cái dòng hoàng đạo, cái dòng tam giới vô đó, 6 cái đất phân chia cho 365 ngày. 60 ngày có trái đất che, rồi muốn ở trên rớt trái đất nào thì ở trái đó đợi đất cho đến khi ra thôi, chứ không được đi qua trái đất khác đó. Bởi vì nó có cái quy luật của nó, còn đi ra cũng vậy, đi ra mà muốn công đức ra thì phải đợi trái đất nó che cái mặt trên thì mình chui mặt dưới đi ra đó. Mình phải hiểu, nếu mà nó rọi ở dưới, nó rọi lên thì đương nhiên phải núp mặt trên cúp bóng á, dưới nào cũng vô được, vô đó mình mới đảo trong đó đi, nó mới qua rồi mắt mới đầu đảo, tinh thần mới đảo toàn bộ trong một trái đất này, muốn đáp ở đâu thấy cái đầu đẹp nhào vô giờ đi thì hỏi thăm cái trưởng chồng tộc là ông nào, vô đó xin làm con, để ông dẫn đi đâu ông giao ông thần thừa hành dẫn vô, ông làm biểu làm cam kết gì đó. Bởi vì ông thấy ca hỏi chứ giờ vô đây bao lâu về, nó chừng nào đủ đất tôi về, nó phải không á. Nếu mà tạo nước cho nhiêu chừng năm đủ rồi, mà không chịu năm mà 8 tỷ năm mà chưa 8 tỷ năm chưa chịu về nữa. Nó còn rơi vô thế giới nó quay mà nó mới khó hiểu. Có nghĩa là 365 ngày chia cho 6 cái hành tinh, trung bình 60 ngày có một hành tinh đi ngang. Có nghĩa có một chiến, rước người về. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy, cái là cái trung tâm và nhà luân hồi là cái cửa âm, là nó đi sát với 6 cái đất của cái vòng 1. Thế thì bây giờ là cái thứ nhất là thầy hôm nọ là em có nói là thầy có nói là cái trung tâm vận hành luân hồi đấy, nó là vừa là có cái cửa hải dương để nó đi vào và một cái cửa hải tiểu dương đi ra, thì cái đấy nó là một ống, tức là giữa cái cửa hải dương và cửa hải tiểu dương nó là một cái ống, hay là hai ống, một ống là chỉ để nghĩa là ngoài Phật giới để đưa các cái tinh vật đi vào trong trái đất, và tức là 6 hành tinh, và cái cửa mà đi ra để trở về Phật giới ấy, thì là một cái cửa ra, tức là từ trái đất này đi vào cái cửa nam của cái trung tâm hoàn luân hồi, xong đi ra Phật giới là một cái cửa riêng, và một cái cửa là từ Phật giới đi vào trong trái đất là một cái ống riêng, hay là hai ống, hay là một ống ạ? Để bên nào thì kia tụi nó mua một trái banh á, tôi chỉ cách cho. Có nghĩa là anh quay vòng tròn là trái banh nó quay như thế nào đấy không? Trái banh nó không phải nó quay một cái trục đúng không đâu, mà nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng. Có nghĩa đầu tiên cái đầu cái trục nó nằm phía bắc ở trên đi không? Rồi nó quay có thể nó nghiêng. Có nghĩa là cái dòng mà không quay nó gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Anh nhớ được cái con vụ không anh quay một cái đó, cái chỗ trung tâm con vụ nó không quay là cái gì? Đó là trung tâm vận hành luân hồi. Nhưng mà nó không phải đứng ở cái trục đứng bắc nam đâu, mà nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng. Có nghĩa là bây giờ nó ở miền bắc, nhưng mà chút xíu nó về miền tây, rồi chút xíu nó về nam. Có nghĩa là nó quay nó hút thôi, nó theo kiểu tám phương bốn hướng, chứ không phải là đứng một chỗ. Nó có di động được. Mình tưởng ra cái đất của mình là quay theo cái trục mà cũng khoa học nó dễ, không phải, nó quay theo tám phương bốn hướng, chứ không phải là đấy đâu. Bây giờ bởi vì khi mà cái phim 3D ra, tôi có nhiều anh em làm không đạt, tôi nói không được, tôi quay theo cái kiểu cứng ngắc không được. Mai mốt được kiểu ngồi trái banh để tôi chỉ này, tôi quay cái tôi chỉ này, rồi tôi chỉ cách cái chuyển. Có nghĩa là cái tam giới này nó quay, cái trung tâm không quay nó gọi là cái trung tâm vận hành luân hồi. Có thể nó hút từ từ bắc hút xuống, nam nó đẩy ra, nhưng mà có lúc nó quay có thể là nghiêng về phía tây, là phía nam, có nhiều khi ở dưới mà nó tạnh hút lên, nó hút vô, nó quay theo kiểu ly tâm. Thành ra cái này có thực tế mới giải thích được, mới hiểu, chứ còn không hiểu cái mình tưởng tượng nó sai.
để mẹ bóng cười để từ sau tôi kia tôi nó mua cái bàn này về trước khi hỏi tôi quay cho rồi tôi quay cái bàn chỉ là tôi chỉ cho một chỗ thôi, chứ nếu mà thiết kế một băm giới thiết kế không nổi đâu, đâu phải đơn giản đâu. Nổi một cái đất quay mà còn một tính không nữa, mà nó tính sáu cái đất rồi nó tính 45 hành tinh rồi, cái hàng hà sa số cái hành tinh trực tư nó làm sao tính được, nghe không? Câu cái này là từng, nếu hỏi từng chi tiết một nó được. Ông trời tứ chương làm gì tôi nói nghe, con người làm gì, thần làm gì, ma làm gì tôi nói hết cho nghe thì được, mà phải chi tiết khi một chiếc từng ly từng tí ra chứ không nói tổng kết được. Còn muốn nói vậy là chưa, cái phải có cái trái banh nó quay được tôi mới chỉ về khái niệm của một tâm giới, chỉ khái niệm thôi chứ thực tế mình làm không nổi đâu. Nhưng mà biết trong sách viết tôi biết được nha, tôi mới hiểu được cái nguyên lý này rồi. Có hỏi tiếp đi để hết giờ rồi. Dạ, hồi sáng con có nghe thầy nói về cái việc mà các cái vị mà tu lâu năm á, ta sẽ có thể tịch diệt được đó thầy. Cái tịch diệt đó là nó giống như là mình bỏ thân, thì nếu mà xét theo cái giáo lý của nhà Phật á, là cái thân của mình á là họ được nó, mình có được nó rất là khó. Mà khi dụ mình bỏ thân như vậy thì nó có tổng đức tổng phước hay là có gây ra một cái nghiệp quả gì hay không thầy? Thứ hai nữa là con hỏi luôn là có rất nhiều vị thầy là biết trước được ngày giờ tịch diệt, cũng biết trước cái ngày giờ mà gọi là mất của mình luôn, thì cái đó là người ta tự người ta tịch diệt hay là cái đó là người ta hết cái họ mạng? Dạ, xin thầy trả lời cho con. Cái tịch diệt là phải hiểu hai nguyên tắc. Nếu mình tu A-la-hán á, mình kiểm soát được cái dòng điện từ, mình nên nhớ rằng con người, tổng thể con người mình là điện từ âm dương, nó quay, nó bao từng tế bào một chứ không phải kể cả quả tim luôn. Khi mà cái quả tim mình tu mà mình được, mình nhận được cái làn sóng điện này đó, thì con mình muốn chết dễ ở trong, thì chỉ cần tác ý cho cái trái tim, cái điện nó được có bóp cái quả tim thì mình chết. Giờ khoa học, giờ xe đang chạy đó, anh buồn, giờ sao anh chỉ cần cúp điện rồi nó đứng là liền, phải không? Thì con người nó cũng làm vậy. Cái đó là nói về cái trận bờ kè bậc chứng A La Hán. Còn nếu mà nói về cái vấn đề mà biết trước ngày giờ chết, con người vẫn biết nha, rồi thần vẫn biết nha, mà các quả trời vẫn biết chứ không phải có một chỗ. Là vì sao? Ta đã thí dụ mà anh tu mà lên các quả trời kêu bằng mà thiên nhãn nó mở ra, anh nhìn thấy được cái này, biết được cái tương lai của mình, thì ta tới giờ ta chết được. Mà ở dưới trái đất này thấp nhất là tha tâm thông, mấy người này biết được, thấy không? Trường hợp là cái loài kêu bằng ngạ quỷ là một, và thứ hai là cái loài địa mục nó không biết được. Tất cả đều thấy, kể cả nếu mà mấy người mà ta tu á, mấy người ta lớn tuổi ta tu ta hiểu được cái quy luật sống của ta, ta biết ngày giờ chết luôn á, mà không thoát ra được. Còn cái chuyện mà vấn đề mà thoát ra được quy luật vật lý này thì mới có, nếu mà anh có công đức tự nhiên biết rõ hơn mấy anh kia luôn nha. Không phải nói là thắng là chết rồi biết, không phải. Rồi ngạ quỷ cũng biết, ở cõi trời cũng không biết, mà về Phật giới cũng biết là biết cái nào đây. Mà điển hình dễ tịch diệt nhất, cái đất dễ tịch diệt, tịch diệt nhất là A-la-hán kiểm soát được cái dòng điện này. Anh có coi cái diễn đàn mấy tôi có nói rồi, diễn đàn 3 hay 4 gì tôi có nói chuyện này, về mở diễn đàn là coi, tôi nói hết về cái phần này. À, rất dễ không có không? Chứ mình tưởng tượng rồi biết là chết rồi nó thành thánh thành tử, không có diễn đó đâu. Nó nhiều nhiều đường chết chứ đâu không tìm chết. Rồi hỏi tới gì tới cái phước đức của mình không thầy? Còn cái ý này nữa, còn cái nó có tổn hại gì đến cái phước đức, cái cộng đức gì? Không, cái này quy lý vật lý nào mà không có tổn hại gì hết. Trong thế giới vật lý này không có tổn hại gì, cái gì mình làm theo ý mình không có tổn hại được cái gì, đừng có lo cái chuyện đó.
Bây giờ trong thế giới này nhân quả vô trong trung tâm điều hành là nó phá hết, dẹp hết. À, còn nếu mà anh có phước rồi, giống như là anh có phước mà anh có 1 tỷ đi, mà rớt năm mười ngàn làm gì đâu với anh, thì không thành vấn đề. Bị ta móc túi 5-10 ngàn nhậm gì đâu với 1 tỷ anh, không thành vấn đề. Được không? Không có tội, nó có nhưng mà không ảnh hưởng. Nhưng mà tất phước âm phước dương mà đã vào trung tâm điều hành là nó xóa hết. Phước âm là gì? Là điện từ dương. Ủa, phước âm là điện từ âm, phước dương điện từ dương. Vô đó thì tại vì tại sao mà các vị đó là nghiệp chướng mũ đây không đi vào đây, cái tự nhiên thấy có ai đó hết rồi thì mới ổn, mấy ổng mới thấy ủa chướng vào mình tưởng thiệt ai vậy, nó phải thiệt. Nghiệp chướng mũ đây không có thành vấn đề, nó là cấu tạo bằng ảo giác điện từ. Mình ở đây vào ảo giác bằng tứ đại, phải không anh? Vào bằng gì? Cấp nhiều 10 cái nhà gì, 5 phút sau con buông tay có 10 cái nhà còn không? Xin lỗi con cháu lại bán hết luôn, gọi là ảo giác vật lý. Còn bên kia là ảo giác điện từ. Tôi cho anh làm chua đi nữa, khi mà anh xuôi tay rồi sao cái chiếc chua còn không? Không đi theo cái nhân quả của mình chứ làm sao thoát được cái quy luật này. Rồi hỏi tiếp anh ta. Cho con hỏi theo cái ý anh này, lúc mà buổi trưa gần hết giờ thì nói càng khôn vũ trụ, theo con nghĩ là công đức dư thừa rồi, phước đức dư thừa có thể trở về phục giới. Nhưng về trí tuệ của con là hiểu được khoảng 60-70% thì có thể về phục giới được không thầy? Lặp lại. Tức là công đức của con có dư thừa, phước đức có dư thừa, và nhưng mà quyết chí về Phật giới, và nhưng mà con hiểu được có 60-70% để chỉ có về được Phật giới hay không? Hiểu 60-70% hả? Muốn về Phật giới á, nguyên tắc ông thần phải thả ra, cô hồn không theo thì mới về Phật giới được. Còn bây giờ nhiều ít không cần biết, nhưng mà ông thần bỏ mình đừng có đụng tới mình. Giống như điện á, 110, 220, 360 vôn dưới điều kiện phải bỏ cho trống. Chứ điện xin lỗi 10 vôn đưa nó không cần bao nó cũng nắm được, phải không? Nhưng mà nên nhớ là phước công đức ít nhiều dưới điều kiện vị thần đừng có quản lý mình lỗi thì tự mình về. Còn nếu mà có nhiều cỡ nào nhưng mà nếu không quản lý được mình, có nghĩa là trong nước mình bồ đen thì đương nhiên phải theo quy luật vật lý của ông cho ra đâu. Cái đây là cái quy tắc của ông. Ông nói là ông thần là thừa hành là quản lý tánh Phật của mình, quản lý nghiệp của mình. Còn nghiệp ở đây luân hồi, hết nghiệp chạy về công đức. Còn vô đó thì nghiệp nó tan ra nè. Nghiệp trước bổ lại không vô trung tâm vận hành luân hồi, nó sẽ tan ra. Nha. Có nghĩa là về được không là do quyết định là ông thần có quản lý mình nổi không, không quản lý thì về tự do về. Còn chập chờn thì phải nhìn qua tiêu, chập chờn mới nhìn qua tiêu. Còn nếu mà quản lý rồi thì không qua tiêu chắc chắn là thiệt rồi. Không, cái qua tiêu chập chờn bởi vì trong kinh Pháp Bảo Đàn Đúng Luận Tổ đó là tất cả những cái hình ảnh gì mà nó có một gợn trong đó là giả. Có nghĩa là cái hộp sò sáng cỡ nào mà có tiền giới là không xài lại. À, về hiểu về tăng của đó là vậy. Ít nhiều ông thần phải bỏ mình ra. Rồi hỏi tiếp đi. Con đã coi bộ phim Cuộc Đời Đức Phật 54 tập. Và ngày hôm nay thì anh bạn bên đây hỏi về di tích của thầy, di tích của Đức Phật. Và thầy giải thích thì con cũng rất là hiểu. Mà ngày xưa lúc khoảng 18 tuổi con rất là tò mò. Con nghĩ người ta ngủ giống như chết, mà con thấy người ta chết, mình không biết chết như thế nào. Con đã tập thử lúc 18 tuổi mà lúc đó là con chưa biết tu là như thế nào. Nhưng mà con có nhờ hai người bạn, người ngồi góc ở dưới, người góc trên. Con thử con chết, thì như hồi nãy thầy giải thích, thì con cảm giác là
hầu như con tập giống được như vậy. Là khi bây giờ con tỏ để cho thầy giải thích cho con hiểu luôn, là con muốn tịch cái thời gian 18 tuổi, con muốn tịch là 50% là con phải ngã để con ngủ. Khi mà con ngủ, con cảm giác ngủ thì con tịch. Như thầy nói là trái tim ngừng đập, con ém trái tim lại. Nhưng mà con dặn bạn con, mày thấy tao cứng đơ là mày khó tao nhảy nha. Thì thật sự là lúc đó là khoảng, con không biết, độ khoảng 70-80% gì đó là con bị đứng tim luôn rồi. Có thật sự là con thấy u mờ, có nghĩa là con nhắm mắt là con đã ngủ 50% thì 80% con bị tối đen. Thì bạn con mới đánh con dậy. Rồi một hồi nó mới nói là con bị cứng đơ luôn. Nhưng mà thực chất là con tập được, con hiểu được để chết như thế nào. Và ngày hôm nay khi lớn lên mà mỗi lần chúng ta muốn tập thử thì chúng ta phải có một cái chai nước. Bởi vì lớn tuổi mà nếu mà chúng ta tập dậy mình thử coi như thế nào, mình tập thử như thế nào thì phải có chai nước, khi xong là mình phải uống liền. Còn nếu không uống liền thì các quý vị sẽ bị là đột quỵ. Thầy giải thích cho con có giống như con giải thích vậy, con nói thầy giải thích thêm cho con. Lập là từ khúc à, lập là từ. Dạ, thầy giống như rồi á, nói những người mà tu, người ta khi nó biết được cái điện từ thì người ta có thể tự tịch. Bây giờ ảnh đã từng thử về cái việc tịch này vào năm 18 tuổi, thì bây giờ ảnh giống như là ngất đi và người cứng đơ luôn. Nhưng mà chỉ có hai dặn hai người bạn là coi như khi ảnh cứng đơ thì rồi anh dậy lại thì ảnh có thể tỉnh lại được. Thì cái tịch của ảnh với cái tịch mà thầy nói nó có giống nhau hay không? Con nói là từ độ âm lên. Tức là cái tịch là mọi người, tức là cái người mà tu mà người ta hiểu được á thì có thể người ta tịch được các điện từ âm dương. Nếu mà tu mình kiểm soát được dòng điện từ âm dương thì tịch được. Nên nhớ là kiểm soát được à. Là như thầy nói là ém cái tim hồi nãy là con đã tập dòng như thầy nói. Còn ảnh từng ém cái trái tim mà để ảnh chết đi mà thì chứng cứng đơ cả người luôn, nhưng mà có một người gọi thì ảnh có thể tỉnh lại được. Thầy con hiểu cái đó là nó thật ra là con chưa có hết số mà được có một tình. Nó con tập thử lắm, thật thử không được, cái đó không tập vô. Trên đất này sống là sống theo nhân quả. Con muốn chết ông thật không cho chết ông. Ở cái số mày 80 tuổi mày phải 80 chứ mày đâu có được chết số. Mày không có được, không được. Mà tại sao? Tại sao con người ta đó có nhiều người giàu có mà có 4-5 tuổi mà chết, nhiều người mà ở ngoài đường không, 90 tuổi không chịu chết, là cái nhân quả người ta không được. Mà do ông thần đâu có làm cái gì, làm ông thần không đồng ý là không vâng. Bởi vì ông thầy là thực thi nhân quả, anh phải ở đây lời này giàu bao nhiêu, nghèo bao nhiêu, phải đúng theo cái nhân quả mới ra được, chứ mình đừng có ép. Thấy không? Có nhiều người họ hiểu nhưng mà không làm được. Có nhiều người kêu bằng không muốn chết nó cũng chết, giàu quá mà không muốn chết. Thấy không? Có nhiều nghèo quá muốn chết cũng không được. Thì cái nhân quả tùy theo cái vô hình là ông thần quản lý. Mà trong đạo Thiên Chúa mới nói là thánh thần à, thánh thần hai bên trái giáp giúp cho cái sự sống của mình à. Còn đâu Phật không phải nói vậy. Thần quản lý tánh Phật, mượn thân người thọ mạng như thế nào, nghiệp như thế nào phải thực thi đúng. Đó dùng bên nào nó cũng có cái lý, nhưng mà bên đầu mà nó có cái lý khác, bên kia có cái lý khác, nhưng mà giải thích từ lý không dám giải. Đó thì đừng có lo, muốn ép nhưng mà đừng, không được, muốn chết cũng được. Có nhiều người tại sao máy bay rớt mà còn chưa chịu chết, là nó chưa tới cái số là chưa chết. Nên nhớ là tại sao lăn chiếc xe mấy chục người chết mà có hai ba người cũng chưa chết, là tại nó chưa có cái số. Nhưng thần quản lý không giúp được, còn mấy người tới là không cho đi luôn. Thấy không? Chứ mình đừng có ép. Dầu có gì, nếu mà giờ nói thiệt ra mấy người mà ta nghèo, ta khổ quá, ta muốn chết mẹ, thì rồi làm sao chết? Ngủ mày nắng mày mưa cho chết, chứ không chịu chết. Rồi mấy người ngủ mày lạnh mà nó chết hồi đầu cũng hay. Ý của con đó hỏi thầy, tại hồi nãy thầy giải thích về cái tim của mình khi mình muốn ngừng thở thì rất là dễ. Nên lên được.
ý của con đó là hồi nãy giờ thầy giải thích là khi chúng ta muốn tịch là chúng ta ngừng thở bằng trái tim. Nhưng con thử tò mò lúc 18 tuổi con nghĩ là có nhiều khi người ta chết giống ngủ, con mới thử, con kêu bạn con nó sẽ đánh tới con, nếu mà tụi bay mà thấy tao mà cứng đơ là bay bỏ tao chạy nha, để tao đi luôn. Mà thật sự thì con cảm giác là con không còn biết gì nữa. Ý con hỏi thầy có phải là ém trái tim mình để nín thở và chết được, nhưng con đã tập được 80% thì con bị đơ luôn. Bạn con đó một cái nó giải thích lại cho con hiểu, nói mày làm bộ hay giả thật, giả bộ thì thật sự là mình không biết gì luôn, thì mình mới hiểu được là mình làm được. Lúc đó là tại con tò mò lúc 18 tuổi, chứ thật sự là chưa ai muốn chết thầy. Hồi đó có tu cái gì không? Dạ không, hồi đó con chưa có tu gì hết. Cái có nghĩa là cái công thức này á là ai làm chứ không? Dạ. A-la-hán có tu công thức này, kêu công thức này gọi là viết tỉnh định, ấm ép, có nghĩa là ngồi ép trái tim. Khi mà A-la-hán mà đã kiểm soát dòng điện nó khác, còn A-la-hán mà mới vô gọi là ép dòng điện, kêu mà ép trái tim á, nó được, nó chết đơ được nhưng mà khó. Vì thế mà vì A-la-hán có nhiều khi ta ngồi thiền á, mà ngồi thiền 3-4 ngày ta không ngồi dậy đó, thì có phải có người gõ ra ta mới thấy dậy được. Này nó nằm ở trong cái diệt tận định của Đức 37 pháp quán của Đức Phật dạy. Ha, được, cái này được. Nhưng mà nên nhớ rằng được hay là không là do ông thần cho làm hết, nhưng mà đều cho có nhiều người ngồi về 2-3 ngày á, nhưng mà không chịu chết, không chết được là do ông thần cũng canh me hoài, là đâu cho đi đâu. Đó, bởi vì ông thần quản lý này, ông quản lý tánh Phật của mình là quản lý bằng điện từ. Có nhiều khi bây giờ tự nhiên á, nên nhớ là khi mà thấy mình dạng vậy mà tới cái số mình chết rồi là mình đang chạy xe, cái tự nhiên ai ám mình chung vô rồi bu điện mình chết rồi. Đó cái là quản lý, do chị thần quản lý của mình. Nha, trong cái này thì con tuy không hiểu cái này, nhưng mà trong áp dụng một trong 37 pháp quán trợ đạo của Đức Phật là diệt tịnh định, pháp này ép được, nhưng mà ép thành quả là không, là do thần quản lý. Số chưa đến đâu đừng có đi số. Nha, cái này là thế giới vật lý nó là vậy, rõ ràng như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, mình tu theo thiền tông mà gia đình mình, ví dụ như cha mẹ mình lấy tên tuổi của mình đi cúng sao giải hạn hay là cầu an, thì mình có ảnh hưởng gì trong cái việc tu tập thiền tông không thầy? Nếu ông bà làm gì làm thế giới này, nên nhớ rằng cái đó là mà ông bà bị mấy ông thầy kiếm vụ kiếm tiền cái cầu cái gì. Chúng ta cái số mình nó vậy, cái số mình không bệnh thì nó không bệnh, còn có bệnh thì cầu nó cũng bệnh. Thế giới vật lý này, thế giới nhân quả, bệnh là do ông thần mình có bị ảnh hưởng quản lý mình. Còn mình đem đi mà cầu nó chuyện đẹp cho nó vui thôi, chứ ăn thua gì, đừng có lo. Cho con hỏi về cái trung tâm vận hành luân hồi. Con ví dụ như mình lấy một cái thau nước, mình khi mà mình đổ thau nước vô mình quấy thì nó tạo thành một cái lỗ tròn chính giữa, thì mình ví cái thau nước đó như một cái tam giới, và mình quậy thì nó tạo thành một cái lỗ tròn ngay chính giữa, thì mình cái đó là mình ví như một cái tam giới. Thì thầy con nghĩ vậy có đúng không ạ? À, trung tâm vận hành cái trong dùng lấy một cái thau nước bạn quậy cái nước á thì nó tạo một cái dòng xoáy. Dòng xoáy đó gọi là trung lỗ đen á, lỗ đen vũ trụ. Ông thầy Thích Thiên Luân làm cái chuyện đó, ông tạo làm sao mà 5-7 cái lỗ đen mà ông chọn được có một lỗ đen thôi để ông tạo chơi. Còn của mình ở đây, nếu là trung tâm giờ này ta phải dùng cái trái banh đi, nói để mình quay một cái nó vàng vòng tròn đó, cái mà giữa cái không quay đó là quay trung tâm. Trung tâm chạy hành luân hồi, nó hút vô, cái đường hút vô gọi là hải triều âm, đường đẩy ra gọi là hải triều dương, dùng cái trái banh mới dễ hiểu hơn. Còn con dùng cái thau nước giống như con quậy trong không gian này nè, là cái gì, trời Thích Thiên Dương có quay ở trong cái điện này nè, cho nó tạo thành cái lỗ đen vũ trụ để nó tạo sản xuất hành tinh á, chứ không phải.
Còn cái trung tâm vận hành luân hồi á, nên nhớ rằng một mặt trời ở giữa và bốn cái bầu hoàng đạo, do cái mặt trời và cái sức âm lén tạo thành bốn vòng hoàng đạo, còn bốn còn cái bên ngoài gọi là bảo vệ tam giới. Thí dụ đó không đúng, thí dụ tam giới bằng vật chất chứ không phải không ở một cái chức quay của nước. Nha, xung quanh chỗ nước là thí dụ cho cái lỗ đen tam giới là đúng. Rồi hỏi tế bì. Dạ, con xin phép hỏi thầy một câu nữa là về cái vấn đề mà nãy thầy nói về các vị A-la-hán á, tức là khi người ta gì tịnh định á, người ta sẽ quán được toàn bộ cái điện trường và cái điện âm dương trong cơ thể người ta luôn. Thì như vậy con thấy có một số cái trường hợp của các cái vị mà ngồi thì có thể ngồi tới vài mươi ngày, thậm chí có thể là ngồi tới hàng mấy tháng trời mà người ta vẫn không bị hoại thân. Tại vì theo cái quy tắc của cơ thể mình, nếu mà trong vòng 48 tiếng mà mình không cho nước vô thì nó sẽ tự nó phản ứng đó. Thì như vậy tại sao có những cái vị mà người ta có thể ngồi thiền rất là nhiều ngày, thời gian rất là dài mà người ta không bị cái quy tắc vật lý này? Tại vì thầy nói này là thế giới vật lý mà, thì mọi cái nó phải vận hành theo đúng cái quy luật của vật lý. Thì những cái trường hợp này con thấy là nó không có đúng với vật lý. Dạ, thì xin thầy giải thích cho con thêm này. Cái này nó cũng nằm trong vật lý á. Tu A-la-hán là gì? Tất cả khi mình dụng công tu á, thì việc thay vợ hay vậy cái tim của mình á, dạ là nó đập 80 nhịp một phút. Mà khi tu cái này là hơi thở mình nó chậm lại, chậm giống như con rùa mình thở có bằng 1/1000 con rùa thôi. Kết quả tim mình nó cũng đập rất chậm để cho cái năng lượng nó không tin tiêu hao. Nếu nó đạt danh thì nó tiêu hao thì con mới phải ăn để bồi bổ vô. Còn con dừng tất cả cái này không phải là không cho, giống như xe hơi mà con chạy ra răng ti, có hiểu không? Còn nếu con chạy đường trường là khác, là đạp ga tối đa, còn chạy ra răng ti có nghĩa là năng lượng chiều tiêu hao rất ít. Cứ nếu con chạy bình đường trường 100 cây số 10 lít đi, còn cái răng ti 100 cây số đâu nhầm gì đâu, nó không có đúng. Vì thế mà người ta mới kéo cho tuổi thọ được. Đây là gọi là vật lý sử dụng năng lượng ít, chứ không phải là không sử dụng mà được ít. Thay vì 24 tiếng con phải ăn hoặc 12 tiếng con phải ăn, mà này 3 tháng cũng ăn, là do con kiềm được cái tốc độ của quả tim. Trái tim nó chậm, hơi thở chậm là năng lượng không tiêu hao nhiều thì mới sống lâu được. Đây là cái lối tu diệt tận định Đức Phật chỉ rõ rất rõ ràng về mua những cái quyển khi mà Trường A Hàm nói về tu diệt tận định á, ta chỉ là để từ ly từ tí. Nếu ai quan tâm thì theo cái đó. Còn cái thiền tông là gì? Dĩ đi đa, những cái chuyện ở trong thế giới này không có xài cái nó dướng cái đây. Nhưng mà nói bất cứ gì thiền tông vẫn giải thích được hết lý do, mà giải thích bằng khoa học chứ không phải lên phía kêu mơ tưởng rồi là vậy là thành thần không phải đâu. Tại vì anh làm cho tôi nói về thế giới vậy, cái xe garanti nó khác, nó đâu có hao xăng bao nhiêu đâu, điện bao nhiêu. Còn nếu mà rồ máy cỡ lớn thì coi anh rồ máy chữ tiếng rồ nó đốt 1 lít xăng, còn garanti chở 10 tiếng chưa hết 1 lít. Nó phải nguyên tắc này là thế giới vật lý chứ đâu có khác đâu. Đâu câu hỏi tiếp. Con hỏi về một người bạn, trong tánh người của mình có 16 chữ. Người bạn con hỏi 16 chữ đó, 16 thứ đó giống như Mai Dương hả thầy? Trong cái tánh của con người có 16 thứ, vậy 16 thứ đó có giống như Mai Dương hay không? 16 thứ tánh đời này nó đúng không có Ma Dương, nhưng mà nếu mình tưởng là thì Ma Dương là gì? Là cái hồn đó, cái hồn chúa đó. Mình tưởng tại vì con người, ví dụ bây giờ con mình tưởng cái gì thì con thấy, bây giờ con nói rồi tưởng thấy cái gì á thì tại sao con thấy được? Là cái hồn Ma Dương đó, nó yểm trợ con, nó bằng điện mà.
thì nó cái tưởng con cũng phát ra bằng điện, điện từ nó quét căn này nhập vô để cho nó gia tăng cái linh nghiệm lên, rồi con tưởng rồi ấy đó là ma dương. Ma dương là gì? Là cô hồn á, mà cô hồn gọi cô hồn chúa đó, cô hồn dùng á, chứ còn cô hồn thừa hành nó làm được đâu. Thấy không, năng lực của nó lớn lắm. Ma dương đây nghĩa là Đức Phật nói là cô hồn chứ không ai hết á, chứ thần không có làm chuyện này. À, thở dĩ mình tưởng thì có cái làn điện phóng ra, giống như bây giờ á, đài truyền hình nó vừa phát ra, nó phải gài cái phim vô, nó hình nó mới đi được. Nhưng mà mình phát cái tưởng ra thì muốn gì là cô hồn nhào vô, nó phát đại ra cho mình. Rồi mình không biết, cứ mỗi ngày mỗi làm á thì nó sẽ lớn lên. Thành ra ta tưởng đồ tôi tưởng rất linh, thấy thì rất linh, chết chết cái tu tịnh độ cũng chết chịu cái gì này. Tưởng Ma Di Đà, tưởng Ma Di Đà xuống đây cho mình thấy, mấy cô hồn cũng nhìn cho mình thấy, mình tưởng thiệt. Bây giờ thì nó nói ra này mấy ông táo quả ra, trên thế đất này là ông Phật đã nói sẵn rất quyết dạng quả quyết rằng trái đất này năm loài sống chung, thần người ngạo quỷ, rồi ba cái này là giải quyết vấn đề sinh tử trong trái đất này. Ông phải hiểu nguyên tắc này. Đầu câu hỏi tiếp đi. Cảm ơn các bạn. Dạ, em hỏi là mình sẽ hoạt tới mấy giờ để em hỏi? Dạ, 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi. Dạ, thầy cho con hỏi một câu liên quan tới Phật giáo của mình. Là hiện tại cái vị mà được cho các cái giáo hội á, gọi là trong cái Phật đạo mình mà gọi là chứng nhận cao nhất hiện tại là Đạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma. Dạ, thì xin thầy cho con biết rõ hơn về các cái thầy mà Lạt Ma đó, tại sao các vị trước khi tịch diệt các vị đi nói lại cho những người sau biết là mình sẽ sinh ra ở chỗ đó, và những dấu hiệu nhận biết như vậy, và sau đó lại đó lại thấy đứa bé đó, thì đứa bé đó lại nói là đúng là gì cái đó. Thì cái này là nó có cái những cái này nó có cái nguyên lý gì phía sau này, hay là có cái điều gì phía sau mà con cũng không có hiểu lắm, cho nên con nhờ thầy giải con cho thầy. Lặp lại. Đã, anh này hỏi về các vị thầy tu mật chú, những cái vị cao nhất là Đạt Lai Lạt Ma. Và có những cái vị người ta tu cao á, người ta có thể biết được người ta sau khi được đầu thai làm người kế tiếp á, là ở một cái vùng nào đó, một cái làng nào đó, thì sau cái thời gian đó thì ở cái vùng đó, làng đó có một đứa bé lên, thì nó giống như cái vị đó. Bây giờ mật chú á, là cô về cô để hiển linh đó, thì trong cái mật được trong cái đầu mật thì tông ở mật tông nó có gì, đầu tiên là Lạt Ma, rồi lên rồi Đạt Lai Lạt Ma, rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma, nó có ba cấp giống như mình ở đây, thì kheo rồi thượng tọa hòa thượng, nó cũng đóng vậy thôi. Nhưng mà thường thường mấy người tu mật chú không cần mấy ông Lạt Ma, mấy ông này mấy ông này bây giờ nó sẽ tu mật chú vẫn biết hết thời giờ, biết đi đâu luôn, là vì ta chính tha tâm thông vào trong nói là ta phá được cái vô minh của này, nhưng mà không thoát ra quy luật luân hồi, phá được cái vô minh này có nghĩa là từ trong bóng tối người ta mở được cái đèn pin, người ta biết con đường đi dẫn ở trong này thôi. Mà cái này là mấy người bằng chú thì họ hiểu, mà ở đây trong đạo Phật nó gọi cái đó là cái gì, là chứng tha tâm thông. Ví dụ mà con vừa khởi niệm, con kia biết con học muốn do cái gì rồi, là tha tâm thông, thì cái này nó thuộc về gì, nó sẽ thuộc về cái gì, nó không phải A La Hán nha, mà nó thuộc về thánh rồi, thánh là thánh tha tâm thông đó, tụng đó thánh là ai, nó nằm ở trong dòng thánh, mà cái thánh đó bây giờ tôi không nói, không nói ai, tu mà tu có tâm thông là chứng thánh, vì thế mà trong kinh Kim Cang đã nói là trong kinh Kim Cang có nói là nếu mấy đại tha tâm thông rồi gọi là thánh, và ông nói ông học nghiêm quát là cái đâu sao thánh gì, ông nói à, mình phải hiểu cái cách này. Giờ hỏi tiếp đi. Con xin phép con hỏi cho nó theo dòng luôn, tức là
trên thế giới mình đó, thì có cái vùng đất Tây Tạng hồi xưa á, thì cái vùng đó là theo con biết là hình như 100% đều là theo cái dòng Mật Chú Tông hết. Và mà con nhớ là trong mấy cái sách với trong mấy cái clip mà con coi á, thì thầy nói là cứ mỗi một câu mật chú như vậy á là sẽ sai khiến được một vị thần. Dạ, thì cái vấn đề là khi mà những người này họ có thể sai khiến được những vị thần á, mà tại sao họ vẫn không giúp được cho cái đất nước của họ được độc lập, mà bây giờ họ phải lưu lạc khắp nơi đó thầy? Thì như vậy thì những vị thần này là không đủ ai được, không đủ ai thần, hay là lý do vì sao mà những người kia thì họ không có quay thần đó, và tại sao họ lại giành được cái vùng đất Tây Tạng, và bây giờ cái danh Tây Tạng là phải lưu lạc đó thầy? Dạ. Giải quyết tồn vong trên đất này là người chứ không phải là thần, có nghĩa là biết tha, có tha tâm tâm, biết quá khứ vị lai, chứ không giải quyết được vấn đề trái đất này, gọi là trái đất vật lý là thần không làm được. Thần chỉ là tâm linh thôi, cho biết được thì thôi. Còn bây giờ muốn mà Tây Tạng mất là tại gì? Cứ ngồi đó, bây giờ nguyên tắc là ông làm Đức Lạc Lai Lạc Ma, ông lỗi là lỗi sao biết không? Là ông tưởng đó là ngồi niệm câu thần chú, bởi vì niệm câu thần chú các ba đá chạy được, mà tưởng đâu niệm cái này là Trung Quốc nó không vô. Ai dạ, ông quên một điều, cái yếu điểm của cái mật chú là tiếng động nó không lên, không nếu có tiếng động thần chú không lên. Vì vậy ông kia giọng mấy thế vô mà thần chú chạy mất hết rồi thì ông này phải chạy qua Ấn Độ chứ đâu vậy? Ta hiểu sai. Vì thế mà bây giờ tại sao có nhiều người ta gọi là thánh chiến, nhờ ông trời đánh phụ, thánh ai nhờ mẹ ông còn đánh được, dám không? Thần còn sợ bom mà chứ là sao? Thành ra ông chạy là tại vì ông không hiểu cái gốc tủy của cái câu mật chú. Mật chú khi nào linh thì phải ở thế giới thanh tịnh mới linh được. Mà cái dùng núi Ma Lạp Sơn là cái dùng tất cả những vị thần á, thì nào ngự ở trong đó nhiều nhất tất cả. Bây giờ bởi vậy mà ai mà muốn tu mà linh á, thần chú thì phải tìm cái núi, mà cái núi có đá nhiều á, vô ngồi niệm nó mới linh. Còn cái đồi đất không linh, đồi đất thì tu theo con hồn thì linh. Phải biết phải hiểu cái dùng đất nào tu cái gì, chứ không phải muốn tu đâu ngồi tu. Dùng đất nào tu cái gì nó ra cái nấy. Còn tại giờ ông cứ đọc ra mà không hiểu cái nguyên lý vật lý này, ông tưởng đâu là ông niệm cái thấy này thế kia, Trung Quốc nó sợ ông trời đó, nó lên giọng qua cái bom không chạy mất làm sao linh nổ đây. Thì thế rồi mới thua cái này. Vì thế mà cái đó, bởi vì tôi có nói là Tây Tạng mất rước là dài, tại vì tu mật chú mới mất, chứ nếu mà tu truyền tâm hoàn toàn không mất. Người thành tâm giống Trần Nhân Tông còn lâu cũng mất. Mình mà nếu Trần Nhân Tông mà tu mật chú giờ chắc cũng tiêu luôn rồi. Nào nói tiếp đi. Dạ, cho con hỏi luôn cho nó hay dần luôn là khi mà cả một cái đất nước tu mật chú như vậy thì chắc chắn ngoài Đức Lạc Lai Lạt Ma ra thì còn các vị thầy cao tăng khác rồi đang chứng được tha tâm thông. Thì như thầy nói là những người chứng tha tâm thông là có thể hiểu được cái ý người khác, có thể đọc cái ý người khác. Thì nếu như vậy tại sao trong rất nhiều lần Đức Lạc Lai Lạt Ma được Ngoan Thịnh Tông mời về Bắc Kinh á, thì ngày tới mà ngày cũng không đọc được hết cái những cái ý đồ phía sau, mà để cuối cùng thì lại bị thua mà trong cho quân đội vào kiểm soát luôn cái khu vực Tây Tạng đó thầy. Thì nếu mà ngày biết trước thì dĩ nhiên khi ngày biết thì ngày phải biết cách ứng phó chứ, giống như mình ta nói là biết địch biết ta thì trong trận đông thắng, thì ngày đã biết trước được ý của Quan Thế Âm, nhưng Quan Thế Âm không biết ý của ổng, thì sao mà cuối cùng ổng lại bị thua? Dạ. Ví dụ như ông Mao Trạch Tông á, có mời ông Đức Lạc Lai Lạt Ma là về Bắc Kinh để hội họp đó, thì nhưng mà nếu như á chứng được tha tâm thông thì tức là ông Mao Trạch Tông ông có cái ý đồ gì đó thì ông này đã đọc được, và lý do tại sao mà ông Đức Lạc Lai Lạt Ma này không biết được là cái ý đồ của ông này. Cái đúng ra đó là cái mật chú này phải thiền tâm khi ra đời mới giải thích cái này. Lúc đó ông đọc ngàn trăm năm ba là người thiền tâm làm gì có, đã mất nước ngàn trăm năm ba phải không?
Thì bây giờ làm sao hiểu cái này? Ông tưởng là bởi vì đó lúc ông không có hiểu là thế giới vật lý là gì, vật chất giải quyết được tất cả. Vì thế mà cái người mà tu theo cái kiểu mà cộng sản á là sao? Duy vật biện chứng pháp, rất đúng, có nghĩa là vật chất giải quyết tất cả. Ông này không hiểu, chứ ông bao giờ đang là vật chất giải quyết được tất cả thì về thế mới nuốt cái nước Tây Tạng rất dễ. Ông hiểu chứ sao ông hiểu, nhưng mà ông cố chấp, ông tưởng đâu là ông là thần thánh rồi, với ông này sợ ông. Trời, ông không hiểu, ông hiểu thần thánh gì cũng chạy luôn chứ ở đó. Thần thánh là do cái thế giới ngạch, thế giới vô hình không giải quyết được cái vấn đề, mà cái thế giới hữu hình, cái hợp giới, thế giới hữu hình là vật chất giải quyết tất cả. Vì thế mà đảng cộng sản bảo là duy vật biện chứng pháp, chỉ vật chất giải quyết được tất cả là cũng phải tu. À, còn nếu mà muốn về tâm linh thì phải vô cái tâm linh là vấn đề mà hiện tượng này hiện tượng kia, nhưng mà đối với xin lỗi tâm linh mà đối với cái người yếu bốn vía ta tin, với mấy cái người mà vật chất ai tin cái gì đó, đâu có làm gì. Lúc từ ngàn xưa tới giờ cái này giải quyết được cái nào? Thế giới này anh quân đội anh mạnh hùng cường là anh thắng người ta, anh yếu kêu mà yếu hèn thì thua. Thế giới vật lý nó là vậy, còn cái không hiểu là vì ông chỉ có hiểu được cái chứ mà tin tối đa về cái vấn đề tâm linh, ông không giải quyết được cái này. Nên cái đạo cái thật thì điều tâm này nó giải thích được là tâm linh là cái gì. Tâm linh giải quyết từ khâu, chứ không phải là muốn cái gì cũng đem ra tâm linh xài không có được. Mà vật chất cũng vậy nữa, vật chất đem ra cũng phải xài từng giai đoạn, vật chất anh tới cái mức nào thôi, chứ không phải là giờ ta kêu cho các cái nhà 100 tầng mà cắt 200 họ dám họ đưa lên 200 để nó làm tiền, nó phải tới cái mức của nó, phải không? Thành ra bên cộng bên tư bên tư bản thường thường ưa lấy tâm linh, cộng sản lấy duy vật. Nhưng mà tôi thấy duy vật là thuận lý nhất đối với thế giới này. À, còn tâm linh là đối với mấy người tâm linh thì người để cho nó vui chơi vậy thôi, chứ tâm linh làm gì? Hồi xưa giờ có ai lấy ra tâm linh đánh giặc được không? Có mình thì làm bộ nó thánh giống đánh giặc nói chuyện cho nó vui, làm gì cái ông thánh giống nào đánh. Bởi vậy ngày xưa có nhiều cái nói để cho nhưng mà cái dân trí còn thấp, chứ bây giờ dân trí cao quá cái này không được. Bây giờ phải tại sao ông giỏi được qua bên kia cầu cứu Mỹ chú nước ông trầm trầm cứu, nhưng mà Trung Quốc rất tốt, biểu ông về đi cho ông là cũng như tự trị đó, ông chịu ông biểu trả nước ông cũng được cho ông tự trị giống như Hồng Kông Ma Cao bây giờ nè, chứ đâu phải có đường giải quyết hết. Nhưng mà ông chịu, ông biểu thôi vậy tâm linh không được. Nói về vật chất là phải một quốc gia là một thôi, chúng có xen vô, không có thể mà một quốc gia mà châu cho một quốc gia mà theo kiểu nước Ý được. Roma một quốc gia trong một quốc gia, chỉ duy nhất trên thế giới chỉ có thằng Roma mới làm cái chuyện này thôi. Có nghĩa là Vatican là một quốc gia nằm trong một quốc gia, duy nhất trên thế giới chỉ có một nơi này thôi, còn tất cả đều giải quyết bằng vật chất hết. Anh mà anh có tài cỡ nào mà anh không có tiền, xin lỗi anh đó. Bởi vì thế gian thôi, dai mang túi bạc về kè, nói liếu nói láo, có người nghe rầm rầm. Đó, anh nói tầm bậy đi, nhưng mà có tiền đi thì ta nghe. Còn anh mà giỏi cỡ nào mà anh nghèo, nói không ai nghe. Thế giới vật chất nó là vậy. Rồi, thắc mắc thì hỏi tiếp. À, thưa thầy, một đứa bé mà sinh ra từ tổ tử cung, mà khoa học hiện nay tân tiến, khi người ta muốn sinh con, những người có điều kiện họ sinh, họ coi ngày giờ họ mổ, thì một đứa bé từ mổ ra rồi một bé từ tổ tử cung sinh ra, thì hai đứa bé nó có bằng nhau hay là trí tuệ khác nhau? Ok,
khi mà một đứa bé được sinh nở tự nhiên và một đứa bé được can thiệp khoa học và người ta mổ ra, vậy thì hai đứa bé ra đời nó có ảnh hưởng gì về trí tuệ? Nó là cái gì mỗi đứa mang ra thân con người, trong đó giải quyết vấn đề con người là do cái nghiệp, nghiệp âm, nghiệp dương, chứ không phải còn cái mẫu đó thì nó gì phụ thuộc rồi. Thấy không? Nghiệp âm dương gì anh cũng phải trong tử cung anh đi ra, tử cung là cái nơi chết, mà nơi sinh con có nghĩa là anh đi con đường bình thường hoặc con đường mẫu sẽ theo khoa học. Còn các anh mang ra cái thế giới này sử dụng là sử dụng cái nghiệp đời trước của anh đem để nhờ xài cái này. À, còn cái đó nó ngoại cảnh rồi, nó không nằm ở trong cái nhân quả. Rồi hỏi tiếp đi. Đã hết giờ giải đáp.